Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 170. Lão bà, tâm tư của ngươi đã hình thành thì không có gì thay đổi, tùy tiện đoán cũng có thể đoán được. Ninh Nhụy Nhụy kịp thời xuất hiện trước người Nhiếp Tiểu Lý, tiện tay bắt lấy bàn tay của Cao Lão Thái Thái. Cao Lão Thái Thái sửng sốt, lập tức mắng, đồ đĩ điếm, mau buông tay ta ra. Nếu không, lão thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quả nhiên, ngoại trừ chỉ biết nói mấy lời hung ác ra thì không còn bản lãnh gì cả. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên dùng lực, bóp nát móng vuốt thép kia, mấy thứ này hủy đi thì tốt hơn, tránh cho ngươi dùng chúng đi hại người khác. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi còn quá non trẻ. Cao Lão Thái Thái bỗng nhiên cười đắc ý, bên trên chỉ sáo đã được bôi kịch độc. Trong vòng 3 phút, ngươi nhất định sẽ chết. Ninh Nhụy Nhụy một chút cũng không hoảng hốt, chỉ có chút buồn cười, lão nhân gia, ngươi già nên hồ đồ thật rồi. Không nói Hạ Thiên là đệ nhất thần y trong thiên hạ, chỉ nói hắn là đồ đệ của Trương Minh Đà, ngươi cảm thấy ta sẽ trúng độc mà chết sao? Hừ, cái gì là đệ nhất thần y trong thiên hạ? Chỉ biết thả rắm chó. Cao Lão Thái Thái cười lạnh, khinh thường nói, trên thế giới này hoàn toàn không có người như vậy. Năm đó, Trương Minh Đà cũng nói khoác y thuật của mình lợi hại đến cỡ nào, cuối cùng lại chữa chết chồng và con trai lớn của ta. Hạ Thiên bỗng nhiên lên tiếng, đoán cũng không cần đoán, chồng và con trai lớn của ngươi nhất định đáng chết. Ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Cao Lão Thái Thái nghe xong, tức đến muốn bể phổi, dương nanh múa vuốt xông về phía Hạ Thiên. Bành! Hạ Thiên nhấc chân đạp lăn Cao Lão Thái Thái, một chút cũng không vì đối phương là người già mà đối đãi khác nhau. Trong suy nghĩ của hắn, người chỉ có muốn ăn đòn và không muốn ăn đòn. Đã muốn ăn đòn, vậy thì đánh thôi. Cao Lão Thái Thái hiển nhiên thuộc về loại muốn ăn đòn. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Chịu một cước, Cao Lão Thái Thái không thể tin được, năm nay ta 69 tuổi rồi, ngươi lại xuống tay nặng như vậy với một người già, quả nhiên không chút nhân tính nào giống như lang băm Trương Minh Đà. Hạ Thiên cười nói, Lão Thái bà, ngươi đừng dùng đạo đức để bắt chẹt ta. Chiêu này vô dụng đối với ta. Cao Lão Thái Thái thấy Hạ Thiên không hề hoảng hốt, ngược lại còn khinh bỉ nhìn bà ta lập tức đổi ý, con trai ta là trưởng trấn Nhiếp gia trấn, người dám đánh ta, các ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi Nhiếp gia trấn. Trước đó, người đã biến thành thây khô rồi, Hạ Thiên hờ hững nói. Giết người rồi, người khác họ giết người họ Nhiếp, Cao Lão Thái Thái dùng lại chiêu của Nhiếp Kim Bằng trước đó. Bà ta ngã xuống đất, càng không ngừng lăn lộn, lớn tiếng hô gào. Nhiếp Tiểu Lý im lặng, nói với Cao Lão Thái Thái, Cao nãi nãi, ngươi làm loạn đủ chưa? Làm loạn, Cao Lão Thái Thái nghiến răng nghiến lợi nói với Nhiếp Tiểu Lý, ta làm loạn lúc nào? Mẹ con các ngươi hại chết Trường Sinh thì thôi đi, lại còn tìm đến cửu nhân hại chết chồng và con trai lớn của ta. Không phải các ngươi muốn tức chết ta sao? Bây giờ ngươi còn bảo ta làm loạn, bây giờ ta làm loạn cho các ngươi nhìn đây. Có gan thì các ngươi giết chết Lão Thái Thái ta đi. Nói xong, Cao Lão Thái Thái lại càng gào to hơn, mọi người mau đến đây đi, ở đây có người ăn cây táo rào cây sung, giúp đỡ người khác họ. Cao Thẩm, ngươi đừng kêu nữa, có chuyện gì, mọi người có thể chậm rãi thương lượng với nhau mà. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý thật sự sợ Lão Thái Thái gọi người đến. Đến lúc đó, cho dù bà có lý cũng không nói được. Người Nhiếp gia trấn cực kỳ bao che khuyết điểm. Bên người thân mà không cần đạo lý. Đến lúc đó lại càng khó mà thu trận. Nhiếp Tiểu Lý giữ mẹ của nàng lại, mẹ, mẹ đừng quan tâm, cứ để bà ta gọi đi, gọi càng to càng tốt. Nhưng Hạ Tiên Sinh và Ninh Tiểu Thư, còn có Tiểu Ninh khó khăn lắm mới đến đây làm khách một lần, cũng không thể để bọn họ ăn cơm nguội được. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý lo lắng nói. Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy mẹ mình nói có lý, chuyện gì cũng nên gác sang một bên. Khách quý lần đầu đến nhà, không thể để hai người kia làm dối được. Ngươi mau ném hai người kia ra ngoài đi. Hạ Thiên dặn dò Ninh Thụy Thần. Ninh Thụy Thần có chút do dự, Lão Thái Thái này không phải dễ trêu. Nếu chẳng may bà ta ra ngoài la to hơn, chúng ta ăn cơm cũng không yên. Hạ Thiên mỉm cười nói, yên tâm đi, bọn họ không gọi được nữa đâu. Được, Ninh Thụy Thần lập tức gật đầu. Hắn ta đứng dậy, một tay xách Nhiếp Kim Bằng. Một tay chộp đến Cao Lão Thái Thái. Cao Lão Thái Thái cũng không muốn Ninh Thụy Thần được như ý nguyện. Trong lúc bà ta đang định quấy rối đến cùng,
há miệng định kêu lớn tiếng hơn, bà ta kinh ngạc phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Ninh Thụy Thần phát hiện, sức mạnh của hắn ta lớn vô cùng, xách hai người một cách dễ dàng giống như xách hai túi rác, chậm rãi bước ra khỏi nhà Nhiếp Tiểu Lý. Ban đầu, hắn ta muốn ném hai người ở ven đường coi như xong. Tuy nhiên nghĩ lại, nếu đã là rác, ném ở ven đường thì không được tốt cho lắm, vẫn nên ném vào thùng rác thì hơn. Không gian thùng rác đối diện khá lớn, có thể chứa 5-3 người cũng còn đủ. Điều thú vị là, tên ngốc bị Hạ Thiên đạp bay vào thùng rác trước đó vẫn còn bên trong, nhưng trên người đã chất không ít rác. Ngươi làm người như thế nào mà không có ai cứu ngươi thế? Lại còn ném nhiều rác vào người ngươi như vậy. Thối quá, Ninh Thụy Thần cảm thấy có chút buồn nôn. Người kia không ngừng nháy mắt với Ninh Thụy Thần, hiển nhiên là cầu cứu. Ninh Thụy Thần cười nói, cứu ngươi thì không thể nào, nhưng ta tìm cho ngươi thêm hai người nữa đây. Nói xong, hắn ta ném Nhiếp Kim Bằng và Cao Lão Thái Thái vào cùng một chỗ, lại còn cho ba người đối mặt với nhau. Ba người sáu con mắt, ngươi nhìn ta nhìn người, không khí này không biết là xấu hổ hay là con mẹ nó vẫn là xấu hổ. Ninh Thụy Thần phủi tay, xoay người quay về. Đang định bước vào nhà Nhiếp Tiểu Lý, đằng sau bỗng truyền đến một âm thanh, vị bằng hữu này, ngươi chờ một chút. Một nam nhân trung niên gương mặt hiền lành đang mỉm cười nhìn Ninh Thụy Thần. Ngươi là ai? Ninh Thụy Thần bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, ngươi đến gây chuyện với Nhiếp Tiểu Lý à? À, không phải, nam nhân trung niên khoát tay, vội vàng giải thích, ta chỉ có một số chuyện muốn hỏi ngươi mà thôi. Hỏi ta, đầu Ninh Thụy Thần đầy dấu chấm hỏi. Thử dò xét, chúng ta quen biết sao? Nam nhân trung niên khoát tay, không biết, vừa rồi ta chỉ nhìn thấy ngươi ném rác, có một nghi hoặc nho nhỏ, cho nên ta mới đến hỏi một chút. Ta có ném gì đâu? Ninh Thụy Thần trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi một câu. Nam nhân trung niên ngược lại có chút câu nệ, sợ Ninh Thụy Thần hiểu lầm ý của ông ta, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Hỏi xong ta liền đi ngay. Ninh Thụy Thần nghe xong, ngược lại thả lỏng hơn một chút, được, ngươi hỏi đi. Hai người mà ngươi ném là chết hay sống? Nam nhân trung niên do dự một chút, ánh mắt thậm chí còn nhìn thùng rác đối diện, hạ thấp âm thanh hỏi. Ninh Thụy Thần cảm thấy khó hiểu, ngươi cho rằng thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn giết người giữa ban ngày sao? À, thế thì còn sống. Gương mặt nam nhân trung niên lộ ra vẻ thất vọng. Bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói, thật ra, ta cảm thấy nên giết thì tốt hơn. Thế lực của con trai lão thái thái kia không nhỏ, hơn nữa làm người còn có thù tất báo. Không giết bà ta, đoán chừng về sau các ngươi sẽ còn gặp phiền phức không dứt. Thế nào, lão thái thái đó là cửu nhân của ngươi sao? Ninh Thụy Thần giễu cợt nói, ngay cả ngươi cũng không dám báo thù, lại đi bảo chúng ta giúp ngươi làm mấy chuyện đó sao? Nam nhân trung niên hơi có chút ngại ngùng. Ta là người có quy tắc, cũng không dám làm chuyện giết người phóng hỏa. Hình như ngươi đã hiểu lầm những chữ đó thì phải. Ninh Thụy Thần khó chịu nói, cút sang một bên. Có thù thì ngươi tự đi báo, đừng nghĩ đến việc lợi dụng người khác. Nam nhân trung niên thoáng có chút tiếc nuối. Ông ta chắp tay với Ninh Thụy Thần, sau đó quay người rời đi. Tiểu Ninh, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai thế? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý thấy Ninh Thụy Thần mãi không thấy về. Lập tức bước ra xem. Không biết, là một người thật kỳ quái. Ninh Thụy Thần đưa tay chỉ nam nhân trung niên đã đi đến góc rẽ chính là ông ta. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý đưa mắt nhìn sang, nam nhân trung niên kia đã rẽ sang phố khác, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ, ông ấy đã nói gì với ngươi? Cũng không có gì, nhưng đầu óc của ông ta hẳn có bệnh. Ninh Thụy Thần cảm thấy mấy chuyện này không cần thiết phải nói với mẹ của Nhiếp Tiểu Lý, chúng ta vào ăn cơm đi, ta đói bụng rồi. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa, được được được. Bữa cơm ăn rất vui vẻ, giữa chừng cũng không có người quấy rầy. Chúng ta nên lấy hai người Cao Thẩm ra, để bọn họ trở về. Sau bữa ăn, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý không nhịn được liền nói, nếu bọn họ xảy ra chuyện, vậy thì không tốt đâu. Nhiếp Tiểu Lý bất mãn nói, mẹ cần chi quan tâm bọn họ. Bọn họ chết đi mới tốt. Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý thở dài, nhẹ giọng giải thích, về sau chúng ta còn phải sống ở Nhiếp gia trấn, hơn nữa em gái con còn phải học trung học nữa.
con không hy vọng em con bị người ta nhằm vào chứ. Nếu không, để Nhiếp muội muội chuyển trường đến Giang Hải đi. Ninh Nhụy Nhụy đề nghị, trường học ở đó tốt hơn, lực lượng giáo viên hùng hậu, lại càng có lợi cho việc trưởng thành của con bé. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý có chút động tâm nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối, hay là thôi đi. Chúng ta chưa quen với cuộc sống ở Giang Hải, trường học ở đó cũng đắt nữa, không nói trước có thể chuyển trường đến đó hay không, nội tiền học phí thôi, khả năng. Ngươi không cần lo lắng chuyện này đâu, con rể tương lai của ngươi là người giàu nhất Giang Hải, rất có tiền. Ninh Nhụy Nhụy nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên, ra hiệu Hạ Thiên nhanh chóng tỏ thái độ. Hạ Thiên gật đầu, tốt nhất cả nhà nên đến Giang Hải đi. Ở chỗ chết tiệt này chẳng có gì tốt, ở đó, cái gì ta cũng có thể xử lý được. Cái này, về sau hãy nói đi. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý có chút do dự, dù sao bà cũng là một người khá truyền thống, có chút ấm chỗ ngại rời. Vợ tiếp viên hàng không, nàng có ý kiến gì không? Hạ Thiên quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý. Ta cần phải suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Trong lòng Nhiếp Tiểu Lý đang cân nhắc chuyện này, chủ yếu là nàng không muốn nợ Hạ Thiên quá nhiều ân tình. Cho dù nàng trở thành nữ nhân của hắn, nàng cũng không muốn phụ thuộc hoàn toàn đến như vậy. Vợ tiếp viên hàng không, khi nào nàng suy nghĩ xong thì cứ nói với ta là được. Hạ Thiên cũng không ép buộc Nhiếp Tiểu Lý. Lúc nào nàng suy nghĩ cũng được, cho dù nàng quả quyết từ chối, hắn cũng sẽ không vì thế mà tức giận. Tiểu Lý, ta cảm thấy không cần phải cân nhắc, Ninh Thụy Thần ở bên cạnh khuyên nhủ, ta thấy cuộc sống ở thị trấn này chẳng vui chút nào. Người nơi này lúc nào cũng nhằm vào gia đình của ngươi. Tiếp tục ở lại đây cũng chỉ chịu tra tấn mà thôi. Người Nhiếp gia trấn toàn là người ngu, người đi đâu cũng còn tốt hơn ở đây rất nhiều. Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười xấu hổ, cũng không lên tiếng. Ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Ninh Thụy Thần, không biết nói chuyện thì im miệng lại đi. Ta nói gì sai sao? Ninh Thụy Thần khó hiểu gãi đầu, sau đó nhìn Hạ Thiên, anh rể, rốt cuộc ta nói gì sai à? Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi không phải nói bậy, mà là ngươi ngu ngốc, còn ngốc hơn cả tiểu muội chân dài. Đương nhiên, ngươi nói cái gì cũng sai cả. Ngươi cũng im miệng đi. Ninh Nhụy Nhụy sầm mặt lại, đôi chân dài nhấc lên đá Hạ Thiên một cái. Tiểu muội chân dài, ta đâu có nói sai. Hạ Thiên cười nói, hơn nữa ta còn khen ngươi mà. Ninh Nhụy Nhụy nói, vậy ngươi bớt khen người khác thì tốt hơn. Nếu không, người khác dễ đánh ngươi lắm đấy. Tiểu muội chân dài, nàng yên tâm đi, không ai đánh thắng được ta đâu. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ninh Nhụy Nhụy tức giận phản bác, nếu không phải nhờ thế, ngươi đã sớm bị người ta đánh chết vô số lần rồi. Không thể nào, Hạ Thiên khinh thường nói, tiểu muội chân dài, điều này nói rõ nàng còn chưa hiểu ta quá rõ. Thật ra, chúng ta nên tiến thêm một bước giao lưu, xúc tiến tìm hiểu lẫn nhau, sau đó nàng sẽ biết. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì đúng không? Ngày nào cũng chỉ biết suy nghĩ những chuyện không đứng đắn. Hiện tại, Ninh Nhụy Nhụy đã thăm dò được đường lối của Hạ Thiên. Hắn lúc nào cũng nói đến chuyện đó một cách rất nghiêm túc, rất đương nhiên, giống như đây là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hạ Thiên hơi nghi hoặc một chút, sau đó bừng tỉnh nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng nghĩ sai rồi. Ta nói rất nghiêm túc, nghĩ cũng rất nghiêm túc. Ta mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy liếc hắn một cái, cũng không muốn nói thêm câu nào. Nhiếp Tiểu Lý nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên đấu võ mồm với nhau, trong lòng dâng lên sự hâm mộ. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có bạn, mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng bởi vì có ông cha cực phẩm, cộng thêm luôn có người thêm thắt lời đồn, dẫn đến không có người nào thật sự theo đuổi nàng. Người yêu cãi nhau, dưới cái nhìn của nàng chính là tình thú khó có được. Nhưng nàng vẫn còn chưa thân thiết với Hạ Thiên, tính cách nàng cũng không phải loại người thích cãi nhau, trong lòng khó tránh khỏi có chút hơi xúc động. Vợ tiếp viên hàng không, hình như tâm trạng của nàng không được tốt lắm. Nhiếp Tiểu Lý khoát tay, mỉm cười nói, ta không sao. Hai ngày qua, tâm trạng của ta rất tốt, ta rất vui khi được quen biết mọi người. Vậy sau này, nàng sẽ càng ngày càng vui. Hạ Thiên cười nói. Ninh Nhụy Nhụy xen vào, cũng có thể là càng lúc càng tức giận. Hắn có cách làm cho người ta tức giận đấy. Tiểu Lý, về sau ngươi nhớ coi chừng. Tiểu muội chân dài, nàng ghen thì cứ ghen,
không cần thiết phải kiếm chuyện trong quan hệ giữa ta và vợ tiếp viên hàng không. Hạ Thiên nói, mẹ Nhiếp Tiểu Lý đã pha trà xong, bưng đến phòng khách, đưa cho mỗi người một tách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta lười quan tâm đến ngươi. Ninh Nhụy Nhụy tiện tay cầm tách trà, nhẹ thổi một cái rồi nhấp một ngụm. Nhiếp Tiểu Lý đột nhiên nhớ đến một việc, vội vàng nói với Ninh Nhụy Nhụy, a, Ninh tỷ tỷ, lá trà này có vấn đề, ngươi đừng uống. Lá trà có vấn đề sao? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý sửng sốt, có vấn đề gì chứ? Mẹ thấy chúng rất ngon mà, lá trà đều do tự tay mẹ hái xuống rồi chế biến mà. Vừa rồi Hạ Thiên nói với con, Nhiếp Tiểu Lý nhớ lại lời Hạ Thiên nói trước đó, là vườn trà có vấn đề. Hạ Thiên lên tiếng, đúng, cho nên những lá trà này không có vấn đề, nhưng số lượng tiếp theo sẽ có vấn đề. Tại sao vườn trà lại có vấn đề? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy nghi ngờ. Vườn trà Vân Hương U Cốc có người đặc biệt chăm sóc. Hơn nữa, mỗi một nhà ở thị trấn đều thay phiên nhau đi coi ngó mà. Xác thực có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy uống hai ngụm, cảm thấy có chút là lạ, hẳn là đã bị thứ gì đó ô nhiễm. Số lá trà này bị ảnh hưởng không nhiều, nhưng hương vị đã không còn như trước. Thật sao? Ninh Thụy Thần nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm nữa, cho đến khi uống hết tách trà vẫn không nhận ra, tại sao ta một chút cũng không cảm nhận được. Hạ Thiên cười nói, bởi vì lưỡi của ngươi bị cùn, ngươi nên luyện thêm đi. Lưỡi cũng có thể luyện. Ninh Thụy Thần kinh ngạc, lập tức hỏi, anh rể, vậy ta phải luyện như thế nào? Hạ Thiên bắt đầu truyền thụ, ngươi ngậm một cục đá, dùng đầu lưỡi của mình để liếm, liếm cho đến khi nào nó biến thành sắt. Khi đó, lưỡi của ngươi sẽ phân biệt được khí tức cực nhỏ trong không khí. Thật sao? Ninh Thụy Thần nửa tin nửa ngờ, trong lòng suy nghĩ. Nếu có thời gian, hắn ta sẽ thử một lần. Ninh Nhụy Nhụy thở dài. Em trai của nàng xem như không cứu nổi rồi. Cũng may chỉ là em họ, có thể ném được. Mẹ, chiều nay con dự định dẫn Hạ Thiên đến vườn trà xem thử. Nhiếp Tiểu Lý quay sang nhìn mẹ của mình, nhẹ giọng nói, thuận tiện thăm em gái luôn. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý đang buồn bã, rất nhanh đã mỉm cười, để mẹ đi. Nếu con đi... Đoán chừng chưa đến nửa phút đã ầm ĩ với gia gia của con rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ bầu không khí sẽ càng thêm xấu hổ. Nhưng mẹ đi một mình, chẳng phải sẽ bị bọn họ khi dễ hay sao? Nhiếp Tiểu Lý cau mày, có chút bận tâm. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười trấn an, con yên tâm đi, mẹ nói thế nào cũng là con dâu của ông ấy. Ông ấy cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu khó nghe, sẽ không làm gì mẹ đâu. Chúng ta cùng đi đi. Hạ Thiên nói, Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, hơi khó đấy. Vườn trà cách khu biệt thự ở sườn núi rất xa. Vừa đi vừa về đoán chừng phải mất nửa ngày, đúng là không tiện. Hạ Thiên nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần lo lắng chuyện này. Có ta ở đây, chút khoảng cách đó chỉ tốn 1-2 phút là xong. Cứ như vậy đi, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý cũng không dám để Hạ Thiên qua đó. Tính tình con rể tương lai này còn nóng hơn cả con gái của bà. Nếu qua đó, đoán chừng sẽ đánh nhau mất, để mẹ qua đó xem tình hình trước. Nếu thương lượng được, các con không cần đến đó. Nếu bọn họ gây khó khăn, mẹ sẽ thông báo cho các con. Nhiếp Tiểu Lý vẫn còn chút do dự, chủ yếu là sợ mẹ của nàng bị khi dễ. Để ta đi cùng dì một chuyến. Ninh Nhụy Nhụy hợp thời lên tiếng giải vây, có ta ở đó, an toàn của dì sẽ không thành vấn đề. Hạ Thiên gật đầu, mặc dù tiểu muội chân dài còn chưa lợi hại lắm, nhưng đối phó với mấy tên ngốc vẫn còn đủ. Cái gì gọi là đối phó mấy tên ngốc là đủ? Ninh Nhụy Nhụy nghe Hạ Thiên nói xong, máu nóng bắt đầu bốc lên. Hạ Thiên không hiểu nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, ta nói là sự thật, vì sao nàng lại tức giận? Mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy bĩu môi. Mọi người đều có việc để làm, còn ta thì làm cái gì đây? Ninh Thụy Thần đưa tay ra, ta đi theo ai đây? Hạ Thiên liếc Ninh Thụy Thần một cái, bĩu môi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng nhìn ta, bây giờ ta thấy ngươi cũng cảm thấy phiền. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, ngươi tìm chỗ mát mẻ nào đó mà ở đi. Không phải chứ, Ninh Thụy Thần có chút ủy khuất, nói thế nào ta cũng là em trai của ngươi mà. Ninh Nhụy Nhụy dựng thẳng ngón tay, là em họ. Em họ thì không phải em à. Ninh Thụy Thần mở to mắt, Nhụy Nhụy tỷ, ta vẫn luôn xem ngươi là chị ruột,
người đối xử với ta như vậy sao? Thụy thần, người đi theo chúng ta đến vườn trà đi. Nhiếp tiểu lý cười nói, phong cảnh ở đó không tệ đâu. Ninh Thụy thần cảm khái nói, vẫn là tiểu lý tâm địa thiện lương. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Nhiếp tiểu lý quay sang hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không có vấn đề. Vợ tiếp viên hàng không, nàng muốn làm gì thì làm. Được, trước khi đến đó, ta muốn đi mua ít đồ. Nhiếp tiểu lý cười nói, lần này lên núi, khả năng ngày mai mới có thể xuống núi được. Vậy thì tốt quá, Hạ Thiên nghe xong, lập tức lên tinh thần, vợ tiếp viên hàng không, chi bằng mua một cái lều. Ban đêm, chúng ta có thể ngủ chung một lều. Ninh Thụy thần ngẩn người, vậy còn ta thì sao? Hạ Thiên nói, ngươi thích ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó. Nếu ngươi dám ngủ trong lều, ta ném ngươi từ trên núi xuống. Ninh Thụy thần, trên núi có nhà ở, hơn nữa người ở trọ cũng rất nhiều, đồ dùng hàng ngày được trang bị đầy đủ hết. Nhiếp tiểu lý mỉm cười giả thích, ta chuẩn bị là chuẩn bị những thứ khác. Ninh tỷ tỷ, ngươi đi mua cùng với ta nhé. Ta cũng đi, Ninh Thụy thần không muốn ở một mình với Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy quay lại nguyết hắn ta một cái, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp đi chung với chúng ta sao? A, bước chân Ninh Thụy thần ngưng lại, không dám đi theo nữa. Nhiếp tiểu lý và Ninh Nhụy Nhụy ra ngoài, mẹ của Nhiếp tiểu lý trở về phòng của mình, cũng không biết thu dọn cái gì. Trong phòng khách vẫn chỉ còn lại Hạ Thiên và Ninh Thụy thần. Ninh Thụy thần cảm thấy trên lưng của mình có vô số con kiến đang bò. Anh rể, tốt xấu gì ngươi cũng nên nói một câu đi. Yên tĩnh như vậy, ta thật sự không quen. Ninh Nhụy Nhụy rốt cuộc không nhịn được, đành phải lên tiếng. Nhưng nửa ngày sau vẫn không có ai trả lời hắn ta. Ninh Thụy thần đưa mắt nhìn sang, phát hiện Hạ Thiên đã ngủ thiếp đi. Cái này. Ninh Thụy thần im lặng, hắn ta suy nghĩ mình có nên ngủ một chút hay là đi ra ngoài. Trong lúc hắn ta còn đang suy nghĩ, khi ngẩng đầu, hắn ta đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ đứng ở cửa, nhìn không rõ gương mặt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Ninh Thụy thần cả kinh đến lông tóc toàn thân dựng đứng. Tại sao lại là ngươi? Ninh Thụy thần lấy lại bình tĩnh, phát hiện người này chính là nam nhân trung niên khuyên hắn ta giết người vừa nãy, máu nóng liền bốc lên đầu. Ngươi biết ta, gương mặt người đến khá cứng ngắc, lạnh lùng nói, ta chưa từng gặp ngươi. Nhiếp Trường Thắng đâu? Nhiếp Trường Thắng, Ninh Thụy thần sửng sốt, thuận miệng đáp, hình như đang bị thương, vẫn còn nằm ở bệnh viện Quế Thành chưa ra. Người đến lại quát hỏi, vậy vợ của hắn ta đâu? Cũng không ở đây sao? Ở đây, khoan đã, con mẹ nó ngươi là ai vậy? Ninh Thụy thần đang định trả lời, bỗng dưng lấy lại tinh thần, chỉ vào người kia, ngươi còn làm bộ không biết ta. Vừa rồi ngươi còn bảo ta giết mẹ trưởng trấn nữa mà, người đó không phải ngươi sao? Nghe xong, ánh mắt người kia sáng rực lên, nhìn chằm chằm Ninh Thụy thần, quả nhiên là do các ngươi làm, tất cả mọi người vào đi. Có ý gì vậy? Vẻ mặt Ninh Thụy thần trở nên mờ mịt, không biết người này muốn làm gì. Không bao lâu sau, 7-8 người khiêng hai thi thể tràn vào phòng khách. Ninh Thụy thần cúi đầu nhìn, hai thi thể kia chính là Cao Lão Thái Thái, còn có Nhiếp Kim Bằng. Hắn ta không khỏi kêu lên sợ hãi, bọn họ chết thật rồi sao? Hừ, vừa rồi ngươi còn thừa nhận mình làm, bây giờ ngươi còn muốn giả ngu. Người đến nở nụ cười lạnh, nhìn Ninh Thụy thần, thế nào? Dám làm mà không dám nhận à? Đầu óc ngươi có bệnh đúng không? Ninh Thụy thần cau mày chỉ vào người đến, ta thừa nhận lúc nào? Lúc đó rõ ràng ngươi muốn giết chết hai người kia, ta trực tiếp từ chối. Bây giờ ngươi lại cắn ngược ta thấy người chính là do ngươi giết đấy. Ý trào phúng trong mắt người kia càng sâu hơn. Trong đám người đi theo, một tiểu hòa tử trẻ tuổi nhịn không được quát lớn với Ninh Thụy thần, con mẹ nó ngươi muốn chết sao? Đây chính là trưởng trấn của chúng ta, Cao Não Nãi là mẹ ruột của ông ấy. Chẳng lẽ ngươi muốn nói trưởng trấn giết mẹ ruột của mình, sau đó giá họa cho người không liên quan như ngươi? Ngươi chính là trưởng trấn Nhiếp gia trấn. Ninh Thụy thần kinh nghi nhìn nam nhân trung niên. Hắn nhớ lại chuyện lúc trước, đó chính là ngươi. Ngươi chính là người khuyên ta nên giết lão thái thái này, nhưng ta không có ra tay. Ta chỉ ném bọn họ vào thùng rác mà thôi. Tiểu tử kia tiếp tục mắng, con mẹ nó, ngươi dám cắn ngược trưởng trấn sao? Ngươi muốn chết đúng không?
Tam pháo, đừng kích động. Nhiếp trưởng Trấn khẽ cười một tiếng, ngăn cản tiểu hỏa tử đang kích động, sau đó lạnh lùng nhìn Ninh Thụy Thần, ta cũng biết chưa chắc là do ngươi làm. Ngươi và mẹ của ta, còn có Kim Bằng xưa nay không thù không oán, không cần thiết phải hạ tử thủ. Ninh Thụy Thần thản nhiên nói, ngươi biết thì tốt. Nhưng ngươi nhất định phải nói ra cố chủ của ngươi là ai. Nhiếp trưởng Trấn ép hỏi, ngươi ở đây, người sai khiến ngươi ngoại trừ gia đình Nhiếp trưởng Thắng thì hẳn không còn người nào khác. Ninh Thụy Thần nghe xong, lập tức mỉm cười, ta hiểu rồi, ngươi đang gài bẫy ta đúng không? Đừng có nói nhảm, nói thẳng đi, có phải ngươi làm hay không? Là ai sai khiến ngươi? Nhiếp trưởng Trấn nổi nóng, chỉ vào Ninh Thụy Thần, hung tợn quát mắng. Ninh Thụy Thần cười lạnh, ha ha, ngươi muốn chơi trò này với lão tử à? Mẹ nhà ngươi, nếu ngươi đã không thừa nhận, vậy thì dễ xử lý thôi. Nhiếp trưởng Trấn quay lại ra lệnh cho đám thanh niên đằng sau, mau bắt hắn ta lại, đưa đến đại đường giảng trà. Đến lúc đó, chúng ta sẽ từ từ thẩm vấn. Lại còn là đại đường giảng trà nữa chứ? Có ngon thì báo cảnh sát đi. Gương mặt Ninh Thụy Thần hiện lên sự khinh thường, xảy ra nhân mạng lại không báo cảnh sát, chỉ muốn dùng tư hình. Ngươi nói trong lòng ngươi không có quỷ, ai tin? Nhiếp trưởng Trấn chợt quát, mau bịt miệng hắn ta lại cho ta. Ninh Thụy Thần siết chặt nắm đấm, chỉ vào người đang phóng đến chỗ hắn ta, không sợ chết thì cứ đến thử một chút. Hừ, cuồng nhỉ, Nhiếp trưởng Trấn bỗng dưng cất bước, vọt đến trước mặt Ninh Thụy Thần. Không đợi hắn ta kịp phản ứng, ông ta đã đập một chưởng vào thiên trung của Ninh Thụy Thần. Ninh Thụy Thần chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong nháy mắt không còn khí lực, chiêu thức này của ngươi là gì vậy? Trưởng Trấn, ngươi muốn làm gì? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý đang ngủ trưa, nghe được tiếng động, vội vàng thay quần áo. Bà vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy những người kia ra tay với Ninh Thụy Thần, hắn ta là bạn của Tiểu Lý, các ngươi đừng có làm loạn. Ha ha, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Con gái của ngươi đâu? Ánh mắt Nhiếp trưởng Trấn quét trên người mẹ của Nhiếp Tiểu Lý mấy lần, hỏi lại lần nữa con gái của ngươi đâu? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý đáp, Tiểu Lý và bạn con bé ra ngoài mua đồ, hẳn rất nhanh sẽ quay về. Ha ha, không phải nàng ta mượn cơ hội bỏ chạy à? Nhiếp trưởng Trấn phỏng đoán. Chạy, tại sao lại phải chạy? Ánh mắt Nhiếp mụ mụ hiện lên sự nghi hoặc. Nhiếp trưởng Trấn lạnh giọng quát, các ngươi cùng nhau hại chết mẹ ta, còn có Nhiếp Kim Bằng của nhà Nhiếp lão nhị. Nàng ta sợ phải đến đại đường giảng trà, cho nên nàng ta liền chạy chứ sao? Ngươi nói cái gì? Lúc này, Nhiếp mụ mụ mới nhìn thấy hai thi thể nằm dưới đất, bị dọa đến mặt không còn chút máu, chuyện gì xảy ra thế? Bọn họ chết như thế nào? Cứ tiếp tục giả bộ đi. Nhiếp trưởng Trấn cười nhạo, còn không phải mẹ con các ngươi cùng với những người này hợp mưu hại chết sao? Trưởng Trấn, có phải ngươi hiểu lầm gì đó rồi không? Nhiếp mụ mụ vội vàng giải thích chuyện xảy ra, Cao Lão Thái Thái và Kim Bằng không hề xảy ra việc gì. Bọn họ vẫn còn sống mà. Vừa mới cơm nước xong xuôi, tại sao lại chết rồi? Nhiếp trưởng Trấn nghe xong, lại càng không kiên nhẫn, Trương Khỉ Linh, con mẹ nó ngươi bớt làm bộ đi. Ngươi không phải ôm hận năm đó ta gạt ngươi và con gái của ngươi sao? Bây giờ ngươi nắm được cơ hội liền hại chết mẹ ta. Bây giờ, ngươi đừng nói gì cả, mau đi với ta đến đại đường giảng trà, để các tộc lão phân xử ngươi. Nghe đến từ tộc lão, gương mặt Nhiếp mụ mụ hiện lên sự sợ hãi, Trường Phong, việc này nhất định có kỳ quặc bên trong. Gì, đừng nói nhiều với ông ta nữa. Ninh Thụy Thần nói, lão thái bà này là do ông ta giết. Vừa rồi, khi ta ném bọn họ ra ngoài, chính ông ta đã hỏi ta vì sao lại không giết bọn họ. Hiện tại hai người kia chết thật, không phải ông ta làm thì ai làm. Đánh giám, Nhiếp trưởng Trấn bày ra vẻ mặt đau lòng, mắt đỏ bừng. Ngươi cứ tùy tiện tìm người trong trấn mà hỏi, người nào mà không biết Nhiếp Trường Phong ta là đại hiếu tử trời sinh. Ta giết mẹ ruột của mình, ngươi đang sỉ nhục ta đấy. Đám thanh niên đi theo cũng không chịu nổi, lớn tiếng trách móc. Trưởng Trấn, đừng nói nhiều với bọn họ nữa. Đúng vậy, cứ bắt mang đến đại đường giảng trà, để tộc lão phân xử là được. Ta thấy không cần bắt, cứ dựa theo tộc quy mà xử trí. Nhiếp Tiểu Lý cũng phải bắt đi luôn. Nàng ta chính là người thường xuyên gây sự nhất. Gia đình nhà này đều không phải loại người tốt. Chấm. Dù sao, tuổi tác của Ninh Thụy Thần vẫn còn nhỏ,
có chút không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, đành phải quay đầu lại gọi, này, anh rể, người thức dậy đi, xảy ra chuyện rồi đấy. Nhưng trên ghế salon không còn ai nữa. Hạ Thiên vừa rồi còn ngủ ở đó, bây giờ chẳng thấy đâu. Không phải chứ, hắn ta không có nghĩa khí như vậy sao? Anh rể, người đừng đùa, đây chính là việc lớn đấy. Ninh Thụy Thần trợn tròn mắt, đương nhiên, hắn ta không cho rằng Hạ Thiên sợ những người này mà trốn đi, nhất định là đang cố ý đùa giỡn hắn ta. Hừ, dẫn hai người này đi cho ta. Nhiếp trưởng trấn hừ lạnh một tiếng, mau gõ đồng la, triệu tập tộc lão trên trấn, đến đại đường giảng trà. Ninh Thụy Thần, còn có Nhiếp mụ mụ và hai thi thể được đưa đến lễ đường trong trấn. Chấm. Một bên khác, Nhiếp Tiểu Lý và Ninh Nhụy Nhụy cũng gặp phải phiền toái. Thị trấn có một siêu thị, gọi là siêu thị Nhiếp gia, trên cơ bản phục vụ cư dân Nhiếp gia trấn và du khách lui tới. Lúc này, khách trong siêu thị không nhiều. Hai người Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý đi mua chút đồ dùng cá nhân, thuận tiện mua thêm thức ăn vặt. Sau khi trả tiền xong, đang định rời đi, cả hai bỗng nhiên bị bảo vệ cản lại. Thật ngại quá, hai người phải theo ta đến phòng an ninh một chuyến. Bảo vệ siêu thị lộ ra gậy cảnh sát, ngăn lại trước mặt Nhiếp Tiểu Lý và Ninh Nhụy Nhụy. Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc hỏi, người nói vậy là có ý gì? Bảo vệ siêu thị nói thẳng, ta hoài nghi ngươi ăn trộm đồ, ta cần kiểm tra lại một chút. Chúng ta trộm đồ, Ninh Nhụy Nhụy bật cười, nếu chúng ta ăn trộm đồ, đèn cảnh báo đã vang lên, nhân viên thu ngân cũng không để chúng ta đi như vậy. Hai ngày qua, đèn cảnh báo đã xảy ra vấn đề, nó không kêu như mọi ngày. Gã nhân viên bảo vệ nói, ta nhìn thấy tay chân của ngươi không sạch sẽ, ta nghĩ các ngươi nên phối hợp điều tra. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Ninh Nhụy Nhụy khinh thường, nàng dùng chân cũng có thể đoán được gã nhân viên bảo vệ này muốn làm gì, chỉ là muốn lợi dụng chức quyền nhỏ của mình chiếm tiện nghi của khách hàng. Nhìn biểu hiện này của hắn ta, hẳn là trước kia cũng đã dùng cớ đó quấy rối không ít nữ khách hàng. Mau dẹp cái trò vặt đó của ngươi lại đi, chúng ta không rảnh để ý đến ngươi đâu. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói. Nhiếp Tiểu Lý ngược lại khách sáo hơn một chút, giải thích một câu, ngươi nhìn thấy quần áo mà chúng ta mặc đây, có chỗ nào có thể giấu đồ được không? Ai mà biết được, gã nhân viên bảo vệ nở nụ cười bị ổn, trên người nữ nhân các ngươi có nhiều chỗ để giấu đồ lắm. Ta nhất định phải cẩn thận lục soát lại một lần mới biết được. Ninh Nhụy Nhụy hơi tức giận, bắt đầu cảnh cáo ta không muốn đánh người, ngươi tốt nhất đừng tự tìm phiền phức. Đã ăn cắp đồ lại còn muốn đánh người. Gã nhân viên bảo vệ thấy các nàng không phối hợp, không khỏi nổi nóng, lập tức huýt sáo. Chỉ thấy cánh cửa siêu thị đóng sập lại. 4-5 người từ bên cạnh vọt đến, bao vây Nhiếp Tiểu Lý và Ninh Nhụy Nhụy. Các ngươi muốn làm gì? Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy không ổn, lập tức nói, ta là người Nhiếp gia trấn, các ngươi tốt nhất đừng nên làm loạn. Chỉ cần ta tùy tiện hỏi một chút là biết nhà các ngươi ở đâu. Vậy thì ngươi tùy tiện hỏi đi. Gã nhân viên bảo vệ cười hắc hắc, biểu hiện hèn mọn, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta đương nhiên sẽ không làm loạn. Bằng không, đó không chỉ là làm loạn nữa. Nhiếp Tiểu Lý cũng tức giận đến mức gương mặt xinh đẹp xanh xám, các ngươi chính là bại hoại của Nhiếp gia trấn. Bại hoại hay không thì không nói, bây giờ mau cởi quần áo ra cho ta. À, gã nhân viên bảo vệ còn chưa nói hết câu, mặt đã chịu một cước của Ninh Nhụy Nhụy. Răng trong miệng gãy mất mấy cái. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, đám người này tuyệt không phải người của Nhiếp gia trấn. Ninh tỷ tỷ, tại sao người biết? Nhiếp Tiểu Lý ngẩn cả người. Từ nhỏ nàng lớn lên ở Nhiếp gia trấn mà còn không nhìn ra, tại sao Ninh Nhụy Nhụy lại nhìn ra? Quần áo không vừa, Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, hơn nữa, người không phát hiện bọn họ không hô hấp à? Không có hô hấp. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, không khỏi ngẩn cả người. Khi đi ngang qua đám bảo vệ, nàng quả nhiên nhìn thấy mũi của bọn họ không hề động đậy, đúng là không cảm nhận được hơi thở của người sống. Đoán chừng là người chết sống lại. Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy hiện lên sự ngưng trọng, phía sau Long lão đầu quả nhiên còn có người, hơn nữa còn có liên quan đến Nhiếp gia các ngươi. Không thể nào, Nhiếp Tiểu Lý hơi bối rối. Nàng nghe Ninh Nhụy Nhụy phỏng đoán, vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Bọn họ làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, ta không biết.
khí lực không nhỏ nhỉ. Gã nhân viên bảo vệ từ dưới đất bò dậy, không hề lo lắng mấy cái răng của mình bị gãy, mỉa mai nói, mặc kệ các ngươi nhìn ra được cái gì hay là biết cái gì, tốt nhất các ngươi nên thức thời, đừng ép chúng ta phải đánh. Nhiếp tiểu lý nhịn không được liền hỏi, các ngươi muốn làm gì? Nhiếp tiểu thư, ngươi biết rõ mà còn cố hỏi. Gã nhân viên bảo vệ cười nhạo, ánh mắt nghiền ngẫm, dáng dấp ngươi xinh đẹp như thế, chúng ta đương nhiên là muốn giao lưu trao đổi với ngươi rồi. Sắc mặt nhiếp tiểu lý đỏ lên, nổi giận nói, các ngươi đúng là vô sỉ. Đã vô sỉ, trước sướng rồi nói sau. Gã nhân viên bảo vệ cười hắc hắc, ta khuyên các ngươi nên chủ động một chút. Có như vậy mới bớt ăn khổ. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, xem ra răng ngươi nát vẫn chưa đủ nhiều. Ha ha, khí lực của ngươi xác thực không nhỏ, nhưng như vậy thì sao? Gã nhân viên bảo vệ đột nhiên há miệng, lộ ra hàm răng mới hoàn hảo vô khuyết, chút vết thương nhỏ đó, chưa đến 10 giây ta đã khỏi hẳn. Cho nên, ngươi hãy tỉnh táo lại đi. Xem ra, các ngươi không phải chỉ là người chết sống lại một cách đơn giản như vậy. Các ngươi không phải người của Thiên Nhân Hội. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thần thái của người này, hoàn toàn không giống người chết sống lại của Thiên Nhân Hội, nhưng cụ thể khác nhau như thế nào, trước mắt nàng còn chưa nhìn ra. Gã nhân viên bảo vệ kia lắc đầu, khinh thường nói, Ninh tiểu thư, ngươi đừng hòng chụp mũ ta, chẳng có lợi ích gì đâu. Nếu ngươi biết ta, hẳn ngươi cũng phải biết Hạ Thiên chứ. Khóe miệng Ninh Nhụy Nhụy cong lên, có chút khiêu khích, mặc kệ là ta hay là tiểu lý, tất cả đều là nữ nhân của Hạ Thiên. Các ngươi xác định không phải đang tìm chết. Gã nhân viên bảo vệ mỉm cười, dựng thẳng ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, các ngươi rõ ràng đều là cơ thể trong trắng. Nếu là như vậy, sao có thể là nữ nhân của Hạ Thiên được? Nếu Hạ Thiên không biết hưởng dụng, vậy thì để chúng ta giúp hắn. Dù sao ma chủ muốn cũng chỉ là thi thể của ngươi, cái còn lại không cần quan tâm. Ma chủ, Ninh Nhụy Nhụy lập tức nắm lấy chữ mấu chốt trong lời nói của đối phương, ma chủ mà ngươi nói là ai? Ta chưa từng nói qua, ngươi không nên ăn nói bậy bạ. Gã nhân viên bảo vệ lập tức bừng tỉnh, che miệng quát với người bên cạnh, các ngươi đứng thất thần ra đó làm gì, lên hết cho ta, bắt bọn họ lại. Đến lúc đó mọi người cùng nhau thoải mái một chút. Mấy gã bảo vệ khác hiển nhiên tâm trí hơi thấp, nghe được mệnh lệnh, lập tức gào thét lao về phía Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý. Ninh tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Nhiếp Tiểu Lý chỉ là một người bình thường, nhìn thấy tình huống trước mắt khó tránh khỏi có chút bối rối. Giao cho ta là được, người tránh ra đằng sau đi. Ninh Nhụy Nhụy bình tĩnh hơn, cảnh tượng lớn hơn nàng cũng đã trải qua. Đám người chết sống lại này không dọa ngã được nàng đâu. Nhiếp tiểu lý cũng không già mồm. Nàng biết năng lực của mình không đủ mạnh trong tình huống này, phối hợp tốt nhất chính là nghe lời, đừng gây thêm phiền phức. Đám người nhào đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, tất cả đều dương nanh múa vuốt, nhìn muốn buồn nôn. Biến đi! Đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy giống như roi sắt, một cú quét ngang đã đạp bay người bổ nhào trước mặt ra ngoài. Nhưng đám người bay rớt ra ngoài kia rất nhanh đã bỏ lên. Vô dụng thôi, đừng vùng vẫy nữa. Ngươi có thể đá được mấy lần chứ? Gã bảo vệ cười như điên, có chút càn rỡ, chúng ta khác với đám hoạt thi kia. Trừ phi ngươi nổ tung chúng ta thành bột phấn, bằng không, có bị thương bao nhiêu lần chúng ta cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Hơn nữa khí lực của ngươi còn có hạn. Muốn giết các ngươi cũng không cần phiền toái như vậy. Ninh Nhụy Nhụy khá lạnh nhạt. Rất nhanh đạp bay người đang bổ nhào đến trước mặt, sau đó lấy ra một viên bi sắt từ trong ngực, nổ các ngươi thành bột phấn thì có chút khó khăn, nhưng chém thành mảnh vỡ thì không cần tốn bao nhiêu khí lực. Gã bảo vệ cười ha hả, ha ha, chỉ dựa vào một cục sắt của ngươi, a. À. Lời còn chưa nói hết, hắn ta đột nhiên phát hiện đầu của mình rời khỏi cơ thể, giống như một quả khí cầu treo giữa không trung. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống. Dưới cổ của hắn ta xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như mây, cuối thanh kiếm chính là bàn tay của Ninh Nhụy Nhụy. Đây là con mắt gã nhân viên bảo vệ mở thật to, đang định nói cái gì, chỉ thấy thanh kiếm trắng như mây kia bỗng nhiên lưu động như nước, phút chốc lại giống như mũi tên nhanh chóng cắt chém chảm phách giữa không trung. Đầu của hắn ta trong nháy mắt đã bị chém thành vô số mảnh. Gã bảo vệ khác cũng bị kiếm khí vô hình tác động vào, cũng bị chém thành mảnh vỡ thất linh bát lạc. Mặc dù đám bảo vệ này không chết, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không thể nào khôi phục nguyên dạng.
không có máu, quả nhiên đã sớm là thi thể. Ninh Nhụy Nhụy thu hồi Lưu Vân Thiết Nhận, nhìn thịt xương đầy đất, nàng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, cố nén cảm giác buồn nôn đi theo sau lưng Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy, ngươi chờ một lát. Lúc này, bên trên xà ngang vang lên một giọng nói, bạn bè cũ gặp mặt, tại sao không chào hỏi đã rời đi rồi. Ninh Nhụy Nhụy nghe được giọng nói này, không khỏi cau mày. Người kia từ xà ngang nhảy xuống, kết quả điểm dừng chân cũng không chọn tốt, dưới chân liền dính thịt nát. Hắn ta móc một cái khăn tay từ trong túi ra, gương mặt ghét bỏ cẩn thận lau đi vết bẩn, sau đó tiện tay ném cái khăn tay đi. Ngươi không phải, Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc nhìn người đến. Chiêm Thiên Thiên, lông mày Ninh Nhụy Nhụy cau lại, cảnh giác nhìn người đến, ngươi không phải chết rồi à, ta hiểu rồi, ngươi cũng đã biến thành người chết sống lại. Người đến chính là Chiêm Thiên Thiên. Lúc này, hắn ta mặc một bộ quần áo màu trắng, sắc mặt tái nhợt đến không còn chút máu, ánh mắt còn hiện ra khí tức màu đen. Nói đến, ta còn phải cảm ơn hồng phúc của ngươi. Chiêm Thiên Thiên cười ha hả, dùng tay kéo vạt áo ra, lộ ra vết thương đâm thẳng vào tim, một đao kia cắm rất sâu, sâu thấu tim, cho nên ta đã chết ngay tại chỗ. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ngươi chết thì liên quan gì đến ta? Ha ha, ngươi vội vã rút sạch như vậy là sợ ta trả thù sao? Khóe miệng Chiêm Thiên Thiên nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh cuồng, không vội, cho dù ngươi làm, ta cũng không hận ngươi. Bây giờ ta sống khoái hoạt hơn trước rất nhiều, lại còn có cơ thể bất tử. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chiêm Thiên Thiên cười không ngừng, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy mà nói, cái chết của ta đúng là không liên quan đến ngươi, cho nên ta không trách ngươi. Nhưng cha ta chết, mẹ ta cũng phát điên, chẳng lẽ những thứ này không liên quan đến ngươi? Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Chậc chậc chậc, người đúng là không hiểu chuyện. Chiêm Thiên Thiên lắc đầu, biểu hiện tiếc nuối, mặc kệ bọn họ bị trừng phạt đúng tội cũng được, tự chịu diệt vong cũng được, những thứ này ta đều mặc kệ. Nhưng bọn họ là cha mẹ của ta, nếu ta không báo thù cho bọn họ, ta còn xứng làm người chết sao? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, xem như phục logic của những người như vậy, thế các ngươi có thể làm chuyện thương thiên hại lý, rồi không cho phép người khác báo thù rửa hận. Ta không phải đến đây giảng đạo lý với ngươi. Gương mặt Chiêm Thiên Thiên hiện lên sự không kiên nhẫn, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý, ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là tự vận, ta mang thi thể các ngươi về giao nộp. Hai người các ngươi phục thị ta một lần, ta có thể giữ lại tính mạng của các ngươi. Các ngươi làm gì ta cũng mặc kệ. Ninh Nhụy Nhụy có chút châm chọc, loại người như ngươi, ta nhìn một chút là cảm thấy buồn nôn, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ninh Nhụy Nhụy, ngươi đúng là không biết tối xấu. Chiêm Thiên Thiên chỉ vào mặt của mình, Chiêm Thiên Thiên ta đẹp trai như vậy, hơn nữa còn là thần tượng đỉnh lưu đương thời, trong nhà lại có tiền có thế, có điểm nào mà không xứng với ngươi. Ngươi thích loại ma cà bông như Hạ Thiên mà không thích ta. Đương nhiên bởi vì ngươi quá xấu, xấu đến mức không cách nào hình dung. Lúc này, một giọng nói lười biếng không hề có dấu hiệu báo trước vang lên, hơn nữa, ta đẹp trai hơn ngươi. Lại còn là soái ca đệ nhất thiên hạ. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên, tại sao bây giờ ngươi mới đến? Hạ Thiên nhẹ nhàng rơi xuống chính giữa Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý, cười nói tiểu muội chân dài, ngay cả tên ngớ ngẩn này nàng cũng không giải quyết được, thực lực của nàng cũng không tiến bộ bao nhiêu. Mắt ngươi mù à, không phải đám người kia bị ta giải quyết hết rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy chỉ vào đám thịt xương nát dưới đất, bất mãn nói. Nhưng không phải vẫn còn một tên sao? Hạ Thiên chỉ vào Chiêm Thiên Thiên, tiểu muội chân dài, nàng nói mấy lời vô dụng với loại người này làm gì, cứ xử lý thẳng tay là được. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, cũng nên tra hỏi một số tin tức chứ. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, cái gì cũng không cần hỏi, cứ trực tiếp xử lý sao? Có cái gì cần hỏi chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, đám phế vật chỉ biết giấu đầu lòi đuôi, hoàn toàn không có giá trị để hỏi. Đối với ngươi thì không có giá trị để hỏi, nhưng chúng ta cũng không thể cái gì cũng không biết. Ninh Nhụy Nhụy phản bác, cũng không thể nói lúc nào ngươi cũng có thể bảo vệ chúng ta được. Ngươi không có thuật phân thân, nếu chẳng may tất cả nữ nhân của ngươi bị người ta đối phó, ngươi đều có thể kịp thời chạy đến sao?
Hạ Thiên suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù hắn cảm thấy hẳn mình có thể làm được, nhưng sớm dự phòng một chút vẫn hay hơn. Giống như Tiểu Lý, bây giờ nàng ấy vẫn còn là người bình thường, rất dễ bị nhầm vào. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên, trừ phi ngươi có thể quản được chính ngươi, đừng trêu chọc những nữ nhân khác. Vậy thì không được, Hạ Thiên lắc đầu, bây giờ ta đang thiếu vợ, ta đã rất khắc chế rồi. Ngươi còn muốn ta khen ngợi ngươi vài câu à? Ninh Nhụy Nhụy im lặng, nhưng không thể không thừa nhận Hạ Thiên đích thật đã rất khắc chế. Dù sao, con hàng này 12 năm trước chỉ tốn chưa đến một năm đã tìm được mười mấy bà vợ. Này, có phải các ngươi đã quá không coi ta ra gì rồi không? Chiêm Thiên Thiên đứng bên cạnh càng nhìn lại càng nổi nóng, nhất là hắn ta nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy thờ ơ với hắn ta như thế, lại còn liếc mắt đưa tình với Hạ Thiên. Lúc này, hắn ta tức đến mức muốn bể phổi. Hạ Thiên nhìn Chiêm Thiên Thiên, thuận miệng nói, ngươi ngại chết chậm à? À, không đúng, ngươi đã chết, tiếp theo, ta thấy nên để ngươi biến mất hoàn toàn thì tốt hơn. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó. Chiêm Thiên Thiên quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở to mắt, một luồng khí tức màu đen mênh mông giống như nước thủy triều đổ xuống, trong nháy mắt nhuộm toàn bộ siêu thị thành màu đen. Thi khí, hắc qua thế giới. Thối quá. Ninh Nhụy Nhụy hơi cau mày, không khỏi nhăn mũi. Nàng quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý, phát hiện nàng không có phản ứng quá lớn, lập tức cảm thấy kỳ quái. Tiểu Lý, ngươi không ngửi được mùi thối sao? Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được hỏi một câu. Nhiếp Tiểu Lý mờ mịt lắc đầu, ta không ngửi được. Không thể nào, chẳng lẽ lỗ mũi của ngươi xảy ra vấn đề? Ninh Nhụy Nhụy lại hít hà, thiếu chút nữa buồn nôn. Vừa rồi, nàng nhìn thấy thi thể đầy đất cũng không có cảm giác này. Ngược lại, vừa rồi Nhiếp Tiểu Lý thiếu chút nữa buồn nôn, nhưng bây giờ lại không có cảm giác gì. Tiểu muội chân dài, nàng nghĩ sai rồi. Hạ Thiên giải thích, mũi vợ tiếp phiên hàng không chẳng những không có vấn đề, hơn nữa còn có công năng đặc biệt, đó chính là tự động giải trừ những mùi có hại cho cơ thể. Thần kỳ như vậy sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút hâm mộ, tại sao ta lại không có thiên phú dị bẩm như thế chứ? Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, thật ra nàng có đấy. Có sao? Ninh Nhụy Nhụy lập tức hỏi, chỗ nào? Ở đây, Hạ Thiên nghiêm túc sờ vào cặp chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, người bình thường đều không có đôi chân dài như thế, đây không tính là thiên phú dị bẩm à? Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái, sắc lang. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nhiếp Tiểu Lý không được bình tĩnh như Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Biểu hiện có chút sợ hãi, chúng ta bị thứ gì bao vây sao? Vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần sợ hãi, đây chỉ là một trò vặt mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, thuận miệng trấn an, nếu nàng không thích, ta sẽ phá giải chiêu này. Nhiếp Tiểu Lý hoảng hốt, rất nhanh lắc đầu, trước cứ như vậy đi. Nàng nghĩ, nếu quả thật dễ dàng phá giải như thế, Hạ Thiên ngay từ đầu đã phá giải rồi. Hắn không ra tay. Nói rõ hắn còn có sắp xếp khác. Nàng cũng không muốn vì mình vì phá hỏng kế hoạch của Hạ Thiên. Thật ra, Nhiếp Tiểu Lý đã suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên không có kế hoạch gì cả, hắn chỉ muốn chơi một chút mà thôi, muốn nhìn xem Chiêm Thiên Thiên có chiêu thức thú vị gì hay không. Nếu thú vị, lãng phí một chút thời gian cũng không quan trọng. Nhưng nếu tên ngốc đó chỉ có một chút bản lãnh này, đến lúc đó, xử lý hắn ta cũng không muộn. Hừ. Sắp chết đến nơi mà còn ra vẻ bình tĩnh. Bên trong thế giới đen như mực quanh quẩn giọng nói của Chiêm Thiên Thiên, bên trong thế giới thi khí hắc qua, các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa còn chết vô cùng đau đớn. Không khí sẽ dần dần hao hết, cơ thể các ngươi cũng từng chút một nát giữa. Trong quá trình này, các ngươi sẽ không chết, nhưng cảm giác đau lại không ngừng tăng lên gấp bội. Hạ Thiên lười biếng nói nhảm nhiều quá. Chút trình độ đó còn không đủ gãi ngứa cho ta. Ha ha, bây giờ ngươi vẫn còn thời gian để dõng dạc. Lâu thêm chút nữa, các ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta tha mang chó cho các ngươi. Chiêm Thiên Thiên cuồng tiếu không thôi. Sau khi cười xong, hắn ta vẫn không quên nói với Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý. Ninh Nhụy Nhụy, còn có đại tẩu hụt của ta, hai người các ngươi chỉ cần đồng ý làm nữ nhân của ta, bây giờ ta sẽ tha cho các ngươi. Khi ngươi còn sống, ta nhìn ngươi đã không thuận mắt, chứ đừng nói chi ngươi đã chết. Ninh Nhụy Nhụy khinh thường nói. Nhiếp Tiểu Lý cũng không e dè, xin lỗi,
ta chán ghét anh trai của ngươi vô cùng, cũng chẳng có hứng thú đối với ngươi. Người một nhà các ngươi đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tốt, rất tốt, vậy các ngươi đi chết đi. Chiêm Thiên Thiên giận tím mặt, giận đến mức gào thét lên. Khí tường màu đen xung quanh bỗng nhiên lưu động, giống như một chất dịch nhờn đậm đặc nhanh chóng chia cắt Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý. Buồn nôn quá, Ninh Nhụy Nhụy có chút không chịu nổi, nói với Hạ Thiên, đừng kéo dài nữa, người mau giải quyết hắn ta đi. Hạ Thiên cười nói, được rồi, tiểu muội chân dài nàng khó có được vẻ mặt như thế này. Ta sẽ nghe theo nàng. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì có thể giải quyết được ta. Âm thanh của Chiêm Thiên Thiên chợt xa chợt gần, lửa giận lại càng thêm mãnh liệt. Bây giờ, hắn ta muốn tập trung tinh thần giết chết Hạ Thiên. Dòng xoáy màu đen bao vây Hạ Thiên lại. Theo thời gian dần trôi, tốc độ vòng xoáy chậm lại, tạo thành một quả khí cầu màu đen cao 4-5 mét. Ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi còn cuồng hơn cả ta đấy. Chiêm Thiên Thiên chợt hiện thân, vòng quanh quả cầu màu đen, cuồng tiếu không thôi, bên trong khí cầu không có không khí, cho dù ngươi không bị thi khí ăn mòn, ngươi cũng đã sớm ngạt thở mà chết. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi lo lắng, nói với Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tỷ tỷ, chúng ta qua đó giúp đỡ Hạ Thiên đi. Không cần đâu, Ninh Nhụy Nhụy đỡ lấy Nhiếp Tiểu Lý, nhẹ giọng nói, chút mánh khóe đó hoàn toàn không đả thương được nửa cọng lông của Hạ Thiên. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chiêm Thiên Thiên cười lạnh, vận chuyển quả khí cầu màu đen, bây giờ ta sẽ khiến các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Chiêm Thiên Thiên khoát tay, làm ra động tác bóp quyền, nổ cho ta. Chỉ thấy quả khí cầu màu đen bỗng dưng nổ tung, đồng thời còn bắn ra hắc quang chói mắt. Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý không cách nào nhìn thẳng luồng hắc quang này, đành phải nhắm mắt lại. Khi hắc quang tan hết, trong thế giới màu đen đã không còn bóng dáng của Hạ Thiên. Ha ha ha, cái gì là thiên tài, cái gì là đệ nhất thiên hạ, tất cả đều là cẩu thí. Gương mặt Chiêm Thiên Thiên hiện lên sự ngạo nghễ, ngửa mặt lên trời cười to, ta mới là thiên tài, ta mới là duy ngã vô địch dưới trướng ma chủ. Hạ Thiên không chút dấu hiệu xuất hiện sau lưng Chiêm Thiên Thiên, lười biếng ngáp một cái, được rồi, đừng chém gió nữa. Một cái dám để dùng cũng không có. Không thể nào, Chiêm Thiên Thiên nghiêng đầu sang, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, không khỏi mở to mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, thi khí phong tẫn là do dịch thân ma chủ truyền thụ cho ta. Người bị vây bên trong nhất định sẽ phải chết, tại sao ngươi một chút chuyện cũng không có vậy? Hạ Thiên hờ hững đáp, điều này chỉ có thể nói kỹ năng của ngươi quá tệ. Ma chủ là rác rưởi, còn ngươi chính là rác rưởi trong rác rưởi. Ngươi dám sỉ nhục ma chủ, đi chết đi. Lòng bàn tay Chiêm Thiên Thiên rất nhanh ngưng kết một khí tuyển màu đen, nhắm ngay Hạ Thiên mà quất đến. Mấy thứ đồ chơi này tự ngươi hưởng thụ đi. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, đến bên cạnh Chiêm Thiên Thiên. Không đợi Chiêm Thiên Thiên kịp phản ứng, Hạ Thiên tiện tay nắm cổ tay của hắn ta, vặn nhẹ một cái. Khí tuyển màu đen trong lòng bàn tay Chiêm Thiên Thiên trong nháy mắt bay thẳng vào miệng hắn ta. Chiêm Thiên Thiên chừng muốn rách cả mí mắt, há miệng định phun khí tuyển ra. Đáng tiếc, Hạ Thiên không cho hắn ta cơ hội này, hung hăng đá thẳng một cái vào miệng của hắn ta. A! À, Chiêm Thiên Thiên kinh hô một tiếng, khí tuyển màu đen nhanh chóng trôi xuống bụng, hắc quang lập tức từ bụng hắn ta phát sáng lên. Toàn bộ cơ thể Chiêm Thiên Thiên đều bị hắc quang chiếu sáng, nổi lên hắc diễm hừng hực, thẳng tắp rơi xuống. Khí tức màu đen đầy trời trong nháy mắt như nước thủy triều thối lui. Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý phát hiện các nàng không còn ở bên trong siêu thị nữa mà là giữa không trung. Xem ra, Chiêm Thiên Thiên dùng luồng khí màu đen bao phủ bọn họ lại, đồng thời còn di chuyển. Hắn ta muốn bắt cóc bọn họ đến một nơi nào đó, chỉ là không nghĩ đến nửa đường lại bị Hạ Thiên giải quyết. Chiêm Thiên Thiên đập phá nóc một căn nhà lớn, gây nên một trận ồn ào bên trong. A, à, Nhiếp Tiểu Lý kinh hô, nàng cũng đang rơi xuống, nhưng rất nhanh đã có người ôm lấy eo của nàng. Mấy phút trước, Ninh Thụy Thần và Nhiếp Mụ Mụ đã bị bắt đến đại lễ đường Nhiếp gia. Trong lễ đường tập trung không ít người, có lão nhân rất có danh vọng ở thị trấn, cũng có người trẻ tuổi thân cường lực tráng. Tất cả mọi người đều tập trung lại, chính giữa là Nhiếp trưởng trấn, hai thi thể, Ninh Thụy Thần và Nhiếp Mụ Mụ. Các vị đều là lão nhân trong trấn,
tương lai sẽ trở thành tộc lão. Hôm nay, ta mời các người đến chính là muốn các người làm chứng. Nhiếp trưởng Trấn ho nhẹ một tiếng, để mọi người yên tĩnh lại, sau đó lớn tiếng nói, nữ nhân này là vợ của Nhiếp trưởng Thắng, Trương Khỉ Linh. 30 năm trước, bà ta đã đến Nhiếp gia trấn chúng ta, nhưng vẫn không an phận thủ thường, thường xuyên gây ra chuyện. Con gái của bà ta Nhiếp Tiểu Lý lại còn nhiều lần vi phạm mệnh lệnh tộc lão, cũng là nữ nhân phóng đãng vô sỉ. Nhiếp Mụ Mụ đang định lên tiếng phản bác, nhưng ngoài miệng đã bị nhét rẻ, tay chân bị trói, chỉ có thể mặc cho ông ta nói hưu nói vượn. Ninh Thụy Thần nghe đến mắt trợn trắng, có quỷ mới tin mấy lời nói nhảm này. Nói đến đây, Nhiếp trưởng trấn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, Nhiếp gia trấn chúng từ trước đến nay đều khoan dung độ lượng, cũng không trách phạt bọn họ, nghĩ không ra bọn họ lại không biết điều, lấy oán trả ơn. Nhất là Nhiếp Tiểu Lý, rõ ràng nàng ta đã đồng ý hôn sự với Chiêm gia, nhưng lại thay đổi thất thường, huyên náo khiến cho các tộc lão bị mất mặt. Cuối cùng, nàng ta đồng ý lễ đính hôn nhưng đến ngày lại đổi ý, đại náo tiệc đính hôn, dẫn đến mấy người Chiêm gia bỏ mình, tung tích của Nhiếp Trường Sinh không rõ, khiến cho Nhiếp gia chúng ta mất hết mặt mũi ở Quế Thành. Nghe xong, mặc kệ tộc lão hay là thanh niên Nhiếp gia trấn, tất cả đều phẫn nộ nhìn Nhiếp Mụ Mụ và Ninh Thụy Thần. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Nhiếp trưởng trấn ổn định tinh thần, đau lòng nói tiếp, bọn họ còn dẫn hung thủ giết người đến Nhiếp gia trấn. Bọn họ muốn làm gì? Rõ ràng là muốn báo thù, muốn giết chúng ta. Nếu các người không tin, các người nhìn hai thi thể này đi. Một là con trai của Nhiếp Trường Sinh, Nhiếp Kim Bằng. Người còn lại là mẹ ruột của ta. Nhiếp trưởng trấn nhắc đến mẹ ruột của mình, hốc mắt lập tức đỏ lên, đưa tay chỉ Nhiếp Mụ Mụ mà mắng, Nhiếp Kim Bằng chẳng qua chỉ hỏi thăm cha của hắn ta đâu. Mẹ của ta cũng chỉ giúp Nhiếp Kim Bằng đòi hỏi một lời giải thích. Các ngươi lại sát hại bọn họ tàn nhẫn, các ngươi còn là người sao? Đám thanh niên trong trấn vây xem lập tức kêu gào. Không phải người, đúng là không phải người. Mẹ con bọn họ vốn là một cặp hồ ly lẳng lơ. Trưởng trấn, không cần nhiều lời, cứ theo tộc quy mà xử lý. Đúng, giết chết bọn họ đi, còn có Nhiếp Tiểu Lý và hai người khác nữa, cũng đừng buông tha. Giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ. Lúc này, Ninh Thụy Thần rốt cuộc cũng dùng lưỡi của mình đẩy được cái khăn lau ra ngoài, há miệng mắng, con mẹ nó công đạo cái gì, chặn miệng chúng ta, ngươi nói cái gì thì là cái đó, công đạo cầu thí. Xem ra ngươi không phục. Nhiếp trưởng trấn lạnh lùng nhìn Ninh Thụy Thần, ánh mắt khiêu khích, được, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng tốt nhất ngươi nên có chứng cứ, không nên nói bậy bạ. Nếu không, tội sẽ tăng thêm một bậc. Ta thấy ngươi đang cố ý giở trò thì đúng hơn. Ninh Thụy Thần cũng không khỏi cười lạnh, ngay từ ban đầu, ngươi đã có sự sắp xếp. Mặc kệ Nhiếp Kim Bằng hay là mẹ ngươi, ngươi đều muốn bọn họ hãm hại nhóm người anh rể ta. Kết quả không thành công, sau đó ngươi giết mẹ của ngươi và tên tiểu tử này muốn giá họa cho chúng ta. Bây giờ ngươi còn giả bộ công đạo, còn mẹ nó, đúng là buồn cười. Các ngươi có nghe không, tên tiểu tử này còn nói ta giết mẹ của ta, còn cái gì bọn họ không làm được chứ? Nhiếp trưởng trấn nhìn chung quanh, cười nhạo, ta là hiếu tử nổi tiếng 10 dặm 8 hương, làm sao ta có thể giết mẹ ruột của mình được? Có phải ngươi hay không thì không tính, ta nói cũng không tính, nhưng ta có nhân chứng. Ninh Thụy Thần cười nói, ở đó thật ra có 3 người, hiện tại chết mất 2, vậy nói rõ hung thủ giết người hoàn toàn không biết còn có người thứ 3. Chỉ cần tìm ra người kia, chúng ta sẽ biết được có phải ngươi làm hay không. Gương mặt Nhiếp trưởng trấn đổ mồ hôi lạnh, trong mắt xoay tròn, há miệng nói, ngươi đang nói hưu nói vượt, trong thùng rác làm gì có người thứ 3. Ta có nói qua trong thùng rác sao? Ninh Thụy Thần cười lạnh. Gương mặt Nhiếp trưởng trấn trở nên trắng bệch, kinh hoàng không thôi. Người trong lễ đường bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Biểu hiện của Nhiếp trưởng trấn quả thật đáng nghi ngờ, chẳng lẽ ông ta giết mẹ ruột của mình thật sao? Điều này có thể sao? Người Nhiếp gia trấn cẩn thận nghĩ lại, đúng là có khả năng. Mặc dù Nhiếp trưởng trấn nổi tiếng là hiếu tử, nhưng mẹ của ông ta là Cao Lão Thái Thái lại nổi tiếng là người chuyên gây chuyện, ngang ngược vô lý, thích xen vào việc của người khác. Người thị trấn có thể nói là rất chán ghét bà ta rất thích bài bạc. Hơn phân nửa tiền bạc của Nhiếp trưởng trấn đều tiêu hao trong tay Cao Lão Thái Thái.
vợ của Nhiếp Trưởng Trấn không chỉ một lần nói qua, sớm muộn gì cũng có một ngày giết chết lão thái thái này. Nghĩ đến đây, Nhiếp Trưởng Trấn mượn cơ hội lén lút giết chết lão thái thái, sau đó giá họa cho người khác cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, ánh mắt mọi người nhìn Nhiếp Trưởng Trấn có chút ý vị thâm trường. Miệng của ngươi quả thật phun đầy phân, Nhiếp Trưởng Trấn cố gắng bình tĩnh lại, chỉ vào Ninh Thụy Thần mà mắng, sắp chết đến nơi mà còn muốn cắn ngược ta một cái. Ta thấy ngươi đang muốn chết thì có, ngươi đâu, mau xé rách miệng của hắn ta cho ta. Ngươi muốn giết người diệt khẩu, Ninh Thụy Thần cười khẽ, làm ra vẻ không sợ chết, nếu không phải ngươi giết, bây giờ ngươi đừng có giết ta, ngươi sẽ đi tìm người kia đến làm chứng để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Nhiếp Trưởng Trấn lạnh lùng nói, có người khác hay không thì chưa biết, cho dù có, người kia cũng không biết đã trốn đi đâu rồi. Ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ta thấy ngươi đang chột dạ, ngay cả tìm cũng không có ý định tìm, còn líu lo ở đây. Muốn giết thì cứ giết đi, tìm cớ nhiều như vậy để làm gì? Ninh Thụy Thần đương nhiên là muốn trì hoãn thời gian. Cái gì chân tướng, cái gì hung thủ, liên quan đếch gì đến hắn ta? Hắn ta chỉ muốn chờ Hạ Thiên đến cứu hắn ta mà thôi. Hừ, ai biết ngươi nói là thật hay giả. Nhiếp Trưởng Trấn cũng không đơn giản bị lừa như vậy, lập tức phản bác, ngươi lôi một người ra thì ta phải điều tra một người sao? Ở đây còn chưa đến phiên một người từ nơi khác đến như ngươi làm chủ. Mặc dù ta không biết nhưng gì Nhiếp nhất định biết, con ngươi Ninh Thụy Thần đảo một vòng, lập tức nhớ lại. Khi người kia bị Hạ Thiên đạp bay vào thùng rác, Nhiếp Mụ Mụ cũng có bên cạnh, ngươi có dám để gì ấy nói chuyện hay không? Nhiếp Trưởng Trấn không khỏi do dự. Ha ha, nói nhiều như vậy còn không phải chột dạ sao? Ninh Thụy Thần bắt lấy thời cơ, lớn tiếng nói các người xem đi. Đây chính là Trưởng Trấn của các ngươi, vì hãm hại người khác, ngay cả mẹ ruột của mình cũng dám giết, đúng là cặn bã, súc sinh. Không, cặn bã cũng không bằng, súc sinh cũng không bằng. Bớt làm loạn đi, Nhiếp Trưởng Trấn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay trái ra, giơ ngón giữa và ngón trỏ lên không trung. Nhiếp Trưởng Phong ta có thể thề với trời, nếu ta giết mẹ ruột của mình, ta sẽ bị trời đánh ngũ lôi, ra ngoài bị xe đâm chết. Ở nhà thì bị trần nhà rơi xuống đè chết. Hơn nữa, sau khi chết vĩnh viễn không được siêu sinh. Thề cái dám đấy, Ninh Thụy Thần khinh thường nói. Nhưng nam nữ già trẻ Nhiếp Trấn lại rất tin vào lời thề độc này. Nghe Nhiếp Trưởng Trấn phát ra lời thề độc như thế, tất cả đều nhao nhao biểu thị bọn họ tuyệt đối tin tưởng Nhiếp Trưởng Trấn trong sạch và vô tội. Trưởng Trấn, chúng ta tin tưởng ngươi. Người nào mà không biết Trưởng Trấn có tiếng là đại hiếu tử chứ? Đúng, tên tiểu tử này chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Sớm theo tộc quy, xử trí bọn họ, không nên kéo dài được nữa. Ninh Thụy Thần im lặng, mẹ nó, một đám bệnh tâm thần. Hừ, bây giờ sao không phản đối đi? Nhiếp Trưởng Trấn vô cùng đắc ý nhìn Ninh Thụy Thần, sau đó xích lại gần bên tai của hắn ta, nhẹ giọng nói, người là do ta giết, vậy thì thế nào? Cái nồi này chú định các ngươi phải gánh. Chẳng những các ngươi phải chết, Nhiếp Tiểu Lý, còn có hai người kia cũng phải chết theo. Ninh Thụy Thần nghe xong, bỗng nhiên mừng rỡ, các ngươi đã phái người đến gây chuyện với bọn họ rồi. Không sai, ma chủ đã sớm có sắp xếp, Nhiếp Trưởng Trấn lạnh lùng nói, cho nên, ngươi đừng hòng kéo dài thời gian. Các ngươi chết chắc rồi, cam chịu số phận đi. Nhiếp Mụ Mụ không khỏi cảm thấy buồn bã, lo lắng cho an nguy của Nhiếp Tiểu Lý. Ha ha ha. Ninh Thụy Thần lại cười to lên. Ngươi cười cái gì, bị dọa đến điên sao? Nhiếp Trưởng Trấn mắng to. Ninh Thụy Thần cười đến thở không ra hơi, cười đến mức khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, sợ hãi trong lòng. Xem ra hắn ta bị điên rồi. Nhiếp Trưởng Trấn hừ lạnh một tiếng, cứ dựa theo tộc quy mà xử trí, bất luận chết sống. Lúc này, có người nhỏ giọng nhắc nhở, Trưởng Trấn, nếu không, chúng ta xin ý kiến của các tộc lão đi. Nếu chẳng may xảy ra việc, sợ cái gì, hiện tại, Nhiếp Trưởng Trấn chỉ muốn che đậy việc này, có ta ở đây, trời có sập xuống, a. À. Ông ta còn chưa nói hết câu, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập vào đầu Nhiếp Trưởng Trấn. Nhiếp Trưởng Trấn bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nện chết, con mắt mở to, chết cũng không nhắm mắt. Ha ha ha, đây chính là báo ứng. Ninh Thụy Thần cười ha hả, vừa rồi ông ta thề độc.
nghĩ không ra nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Đúng là đại khoái nhân tâm. Người trong lễ đường không khỏi nhìn nhau, ai cũng không biết nên nói cái gì, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút tà môn. Nhất là người từ trên lầu rơi xuống, trên người có ngọn lửa màu đen, trong chớp mắt đã bị đốt không còn một mảnh, liên đới nhiếp trưởng trấn cũng bị đốt thành tro. Có ma, có quỷ. Có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, người trong lễ đường lập tức giải tán. Chưa đến 10 giây, người cũng đã chạy hết. Này, anh rể, các người rốt cuộc cũng đã đến cứu ta. Ninh Thụy Thần nhìn thấy Hạ Thiên ôm lấy hai nữ nhân từ trên trần nhà rơi xuống, không khỏi hưng phấn kêu lên. Sau khi rơi xuống đất, Hạ Thiên buông lỏng Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý. Mẹ, người không sao chứ? Nhiếp Tiểu Lý lập tức cởi dây trói trên người Nhiếp Mụ Mụ, còn có khăn nhét trong miệng. Nhiếp Mụ Mụ thở ra một hơi, ta không sao. Này, ta, thả ta ra chứ. Ninh Thụy Thần thấy không ai để ý đến mình, không khỏi gấp lên. Ninh Nhụy Nhụy tiện tay cởi dây thừng trói trên người hắn ta xuống, có chút buồn cười, ngươi không phải lợi hại lắm sao? Tại sao lại bị người ta trói như thế? Điều này có thể trách ta sao? Tất cả đều do, Ninh Thụy Thần nhìn Hạ Thiên, đành nuốt câu kế tiếp trở vào, đúng, là do ta ngu xuẩn. Các ngươi đừng trách hắn ta. Nhiếp Mụ Mụ giải thích thay cho Ninh Thụy Thần, hắn ta lo lắng cho an nguy của bà già này. Bằng không, hắn ta cũng không bị bọn họ trói lại như vậy đâu. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười trấn an, gì, ngươi cũng đâu có già. Hơn nữa, ngươi là mẹ của Tiểu Lý, lo lắng cho an nguy của ngươi cũng đúng mà. Nhưng mà, Nhiếp Mụ Mụ nhìn thi thể trên mặt đất, chỉ sợ phiền phức sẽ càng lớn hơn, không tiện thu chàng. Đây là do bọn họ tự tìm. Nhiếp Tiểu Lý tức giận, nếu không cho bọn họ một bài học khắc sâu, bọn họ mãi mãi sẽ không học được cái gì gọi là có chừng mực. Nhiếp Mụ Mụ trải qua ngày hôm nay, rốt cuộc cũng tuyệt vọng với những người này. Bà thở dài nói, con đi làm đi, không cần lo lắng cho mẹ. Con sao có thể không lo lắng cho mẹ? Nếu con không có ở đây, bọn họ nhất định sẽ gây khó dễ cho mẹ. Nhiếp Tiểu Lý khuyên nhủ, mẹ nên đi cùng tụi con, đi tìm bọn họ tính sổ. Nhiếp Mụ Mụ lo lắng một hồi, sau đó gật đầu, được, mẹ đi, chúng ta cùng nhau lên núi. Đúng, bây giờ chúng ta lên núi tìm bọn họ cho chúng ta một lời giải thích. Nhiếp Tiểu Lý lạnh giọng nói. Ninh Thụy Thần được cởi trói, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhất định phải bắt người gây chuyện ra. Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng bị người ta trói như thế này. Nói xong, hắn ta chỉ vào cái xác chết cháy trên mặt đất, bổ sung, người nơi này có tà tính. Trưởng trấn giết chết mẹ ruột của mình rồi vu oan cho chúng ta. Thủ đoạn thô ráp như thế, đúng là không thể tưởng tượng được. Người này đoán chừng chính là muốn giết người, hãm hại chỉ bổ sung mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, tuy nhiên, đằng sau nhất định có người sai khiến. Nếu không, ông ta không có gan lớn như vậy đâu. Ninh Thụy Thần ngẫm lại cũng đúng. Tuy nhiên, hắn ta cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, ta nhớ tên nhiếp trưởng trấn này có đề cập đến cái gì là ma chủ, hẳn là hắc thủ đứng đằng sau gây chuyện. Đúng rồi, người mà chúng ta gặp phải cũng nhắc đến ma chủ. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, sau đó nói với Hạ Thiên, người có ấn tượng gì với ma chủ này không? Hạ Thiên lắc đầu, không có ấn tượng, cũng chưa từng nghe nói qua. Chẳng biết là tên ngốc này xuất hiện từ đâu. Có phải từ tàn cảnh U Minh chạy ra không? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi suy đoán, rồi lập tức phủ định, hoặc có thể nói, ma chủ này là chủ nhân ma tộc mà trước đó Long Hành Vũ đã nhắc đến. Hạ Thiên lười biếng nói, ta chẳng quan tâm ma tộc hay là yêu tộc, dám trêu chọc ta, như vậy cũng chỉ có thể biến thành tử tộc. Không thể khinh thường được, Ninh Nhụy Nhụy nhắc nhở, ngươi đừng quên Long Hành Vũ kia. Nếu không có người hỗ trợ, người thiếu chút nữa đã bị lật xe rồi. Tiểu muội chân dài, nàng yên tâm đi. Hạ Thiên đã tiếp nhận được bài học, ta đã tìm ra được nhược điểm của tộc đó. Nếu là bọn chúng, lần này bọn chúng chết chắc rồi. Như thế thì tốt, Ninh Nhụy Nhụy thoáng yên tâm hơn một chút. Nàng nhìn lễ đường có chút cũ kỹ, nơi này cho ta cảm giác rất kỳ lạ. Chúng ta nên rời khỏi nơi này trước. Hai thi thể này xử lý như thế nào? Ninh Thụy Thần chỉ vào thi thể Cao Lão Thái Thái và Nhiếp Kim Bằng. Hạ Thiên lười biếng nói, không cần phải để ý, tự nhiên sẽ có người đến thu thập. Một lát sau, bốn người rời khỏi lễ đường.
Lúc này, xung quanh đã không còn một ai. Giữa ban ngày mà cửa sổ đóng chặt. Chuyện gì xảy ra thế? Ninh Thụy Thần mờ mịt hỏi, đổ oan cho chúng ta xong, bây giờ lại coi chúng ta như quỷ. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ban ngày lấy đâu ra quỷ? Tiểu muội chân dài, lời này của nàng có vấn đề rồi. Hạ Thiên mỉm cười chỉnh lại, ban đêm cũng không có quỷ, chỉ có người giả thần giả quỷ thôi. Nhiếp Tiểu Lý nói, cho dù có quỷ, chúng ta cứ tìm con quỷ đó ra là được. Lên núi thôi, Nhiếp Mụ Mụ cũng bị khơi dậy oán giận. Bà nghiến răng nói, chúng ta đi tìm gia gia của con. Mấy chuyện này, nhất định ông ấy cũng biết. Nói không chừng. Không cần phải nói không chừng, hơn phân nửa là do ông ta sắp xếp. Nhiếp Tiểu Lý nói nốt lời mà mẹ nàng còn chưa nói ra, ông ta cảm thấy mình chính là thần của Nhiếp gia, còn chúng ta chính là sâu kiến ngửi nhờ hơi thở của ông ta. Đáng tiếc, đám sâu kiến chúng ta càng lúc càng không nghe lời, ông ta đương nhiên không muốn chúng ta sống. Như vậy thì quá mất mặt cho ông ta rồi. Ninh Thụy Thần nói, vậy thì còn chờ gì nữa, cứ thẳng lên núi tìm lão già chết tiệt kia mà đối chất. Nhiếp Hồng Phi đã nói qua, lão đầu tử kia không có ở trên núi, hình như đi đón khách quý nào đó. Nhiếp Tiểu Lý nhớ lại, có chút hoài nghi, chẳng lẽ là do người đó làm. Trong lòng Nhiếp Mụ Mụ có suy nghĩ khác, nhưng vẫn do dự, cho dù gia gia của con không ở đó, trong biệt thự vẫn còn quản gia mà. Chúng ta phải tìm bọn họ đòi một lời giải thích, tại sao bọn họ lại cư xử với chúng ta như vậy. Chỉ sợ lời giải thích đó cũng không phải là thứ mà mình muốn. Ninh Nhụy Nhụy cũng không lạ lẫm gì chuyện ngươi lừa ta gạt trong các gia tộc lớn. Ninh gia bọn họ cũng chưa từng yên tĩnh qua, bằng không, bọn họ cũng sẽ không phân ra lưỡng địa. Nhị thúc của nàng cũng đã từng phái người ám sát nàng. Đúng, lời giải thích đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nhiếp Tiểu Lý nghĩ đến càng thêm lâu dài, nếu không nhanh đao chạm đây, phiền phức của gia đình nàng có khả năng sẽ liên tục không ngừng. Hạ Thiên nói, vậy thì thoát khỏi Nhiếp gia thôi, dù sao ở lại cái gia tộc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không, Nhiếp Tiểu Lý quả quyết bác bỏ đề nghị này, chúng ta bị khi dễ nhiều năm như thế, sao có thể cứ như vậy mà bỏ đi. Muốn thoát ly cũng là bọn họ thoát ly, ta muốn làm chủ nhân Nhiếp gia. Không sai. Hạ Thiên cười một tiếng, vợ tiếp viên hàng không, suy nghĩ này của nàng rất tốt. Nhiếp Tiểu Lý cũng không phải người thích quyền thế, mà là nàng chán ghét bị thao túng, đồng thời cũng không muốn để những người này đi thao túng người khác, nếu không để cho bọn họ trả giá đắt, Nhiếp gia sớm muộn gì cũng đại họa lâm đầu. Tộc nhân vô tội dựa vào cái gì mà phải dính líu đến bọn họ. Vậy còn chờ gì nữa, cứ lên đường thôi. Ninh Thụy Thần tràn ngập hứng khởi. Năm đó, khi Ninh gia nội chiến, dám hắn ta cũng không dám thả. Hiện tại, hắn ta có tâm lý muốn bù đắp lại. Tuy nhiên, chuyện vườn trà cũng không thể vứt bỏ mặc kệ. Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta cứ theo sắp xếp trước đó đi. Ninh tỷ tỷ, làm phiền ngươi bảo vệ mẹ của ta đến biệt thự sườn núi, trước cứu em gái của ta ra. Ta và Hạ Thiên đến vườn trà xem sao, vừa lúc tứ bá ra trông coi vườn trà khá thân với chúng ta. Chúng ta có thể tranh thủ sự ủng hộ của ông ấy đối với chúng ta. Cứ làm như vậy đi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Ninh Thụy Thần sửng sốt, hỏi, thế ta đi với ai? Tự ngươi xử lý đi. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Ninh Thụy Thần ngầm hiểu, mỉm cười nói với Ninh Nhụy Nhụy, chị, ta đi theo ngươi. Nếu chẳng may xảy ra xung đột, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết một số tiểu lâu la. Ngươi cứ tự nhiên. Ninh Nhụy Nhụy từ chối cho ý kiến. Chấm. Thiên Đô Phong, Vân Tiên Tự. Bên trong phương trưởng thất Vô Vọng Thiền Viện, Nhiếp Hồng Phi đang uống trà với một lão hòa thượng mặt mũi hiền lành. Tam thúc, bây giờ gia chủ ra ngoài còn chưa về, Nhiếp gia còn cần thúc chủ trì đại cục. Nhiếp Hồng Phi đặt chén trà xuống, cung kính nói, gần đây, mạch nước ngầm bắt đầu nổi lên, dường như có chút bất lợi đối với Nhiếp gia. Nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ Nhiếp gia sẽ có tai họa. Ha ha, thí chủ vẫn nên gọi pháp hiệu của lão nạp đi. Lão hòa thượng mày trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, rũ sạch quan hệ, ta đã xuất gia hơn 40 năm, sớm không còn quan tâm tục sự. Nhiếp gia và ta cũng đã sớm không có liên quan. Nhiếp Hồng Phi cười khan hai tiếng. Hắn ta biết lão hòa thượng này từ trước đến nay luôn dối trá,
đành phải tiếp tục diễn trò với ông ta, chỉ cần ngài có thể giúp đỡ mình lại đoạn phong ba này, gia chủ đồng ý cho ngài thêm 30 năm tuổi thọ. Ánh mắt lão hòa thượng mày trắng lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh đã che giấu xuống, lão nạp đã là người gần đất xa trời, cũng đã sớm khám phá xong hồng trần. Cho dù sống thêm 30 năm nữa cũng chỉ là thanh đăng của Phật, cơm rau dưa mà thôi. Cộng thêm một bình trường xuân đan nữa. Nhiếp Hồng Phi nghiến răng, đặt thêm thẻ đánh bạc, ngoài ra, ta sẽ cung cấp thêm 2 đồng tử thanh tịnh phụng dưỡng cuộc sống ăn uống thường ngày cho ngài. Thôi thôi, lão hòa thượng mày trắng khá hài lòng với những điều kiện được đưa ra, nhưng vẫn không chịu đồng ý, có thể đưa ra vốn liếng như thế, xem ra vấn đề thực sự khó giải quyết, chỉ sợ lão hòa thượng khô tỏa trong chùa mấy chục năm như ta cũng không có cách nào. Có thể làm thỏa đáng việc này. Ngoại trừ ngài thì chỉ có tứ thúc ở vườn trà mà thôi. Nhiếp Hồng Phi làm như vô tình nhắc nhở, hay là ngài hy vọng ta đi cầu lão đạo sĩ lôi thôi kia ra tay. Lão hòa thượng mày trắng bỗng nhiên nheo mắt, yên lặng nhìn Nhiếp Hồng Phi, lão đạo tặc kia còn chưa chết sao? Có người mấy ngày trước còn nhìn thấy ông ấy đang phơi giày trên đá mà ngủ. Nhiếp Hồng Phi mỉm cười nói. Hừ, lão già đó ngược lại sống lâu đấy. Lão hòa thượng mày trắng nhịn không được mắng một câu, nhưng rồi lập tức cảm thấy không ổn, vội hô to Phật hiệu, A-di-đà Phật, tội quá, lão nạp lại phạm vào sân giới rồi. Nhiếp Hồng Phi lập tức nói, điều này nói rõ tam thúc ngài sống thật, không câu nệ tiểu tiết. Phật pháp vốn ở trong lòng, vạn sự không cấm kỵ. Ngươi ngược lại có chút Phật tính đấy. Lão hòa thượng mày trắng cười khẽ, một lần nữa vào chính đề, nói đi. Tiểu tử Nhiếp Vân Thiên muốn ta giúp hắn ta làm cái gì? Nhiếp Vân Thiên chính là gia chủ Nhiếp gia, cha của Nhiếp Trường Thắng, gia của Nhiếp Tiểu Lý. Gia chủ muốn tam thúc đối phó một người. Nhiếp Hồng Phi dừng lại 2-3 giây, sau đó nói tiếp, có lẽ sẽ đợi thêm 1-2 ngày nữa, để ông ấy mời thêm một vị cao nhân. Lão hòa thượng mày trắng có vẻ không cao hứng, lạnh lùng nói, nghĩ không ra hắn ta lại coi trọng ta như vậy. Không biết hắn ta đã chọc phải ai nữa, lão nạp cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Không phải gia chủ chọc người kia, mà là Nhiếp Tiểu Lý dẫn người kia đến Nhiếp gia, xung đột đại khái không thể tránh né, cho nên phải chuẩn bị từ sớm. Nhiếp Hồng Phi cẩn thận tìm từ người kia khá lợi hại. Cao thủ bại trong tay hắn vô số kể, thậm chí còn có lời đồn hắn đã chạm đến cảnh giới thần. Đúng là nói hươu nói vượn. Lão hòa thượng mày trắng khịt mũi coi thường, chúng sinh ngu xuẩn. Chỉ cần là người có chút bản lãnh, thần trong mấy lời đồn nhảm chỉ là hoang đường. Người kia là ai, người nói nghe một chút đi. Người kia tên Hạ Thiên, Nhiếp Hồng Phi nhẹ giọng nói, nghe nói là một thần y, võ công lại cao cường, hơn phân nửa là tu tiên giả, cảnh giới đại khái trên kim đan kỳ. Còn nữa, sư phụ của hắn chính là Trương Minh Đà. Lão hòa thượng mày trắng bỗng dưng trừng mắt, ngươi nói ai? Quỷ y Trương Minh Đà. Nhiếp Hồng Phi giải thích, đây là vị thần y nổi tiếng mấy chục năm về trước, nhưng bởi vì châm pháp quỷ thần khó lường, lại xuất thân từ quỷ y môn, cho nên được người ta gọi là quỷ y. Ta biết, lão hòa thượng mày trắng cắn răng, lạnh giọng nói, năm đó, nếu không phải Trương Minh Đà làm loạn, chức hội trưởng tộc lão đã là của ta. Ta cần chi phải khô tỏa trên núi không xuống núi được. Nhiếp Hồng Phi không biết chuyện ở đây, nhưng chó ngáp phải rồi không cần hắn ta phải tận tình khuyên bảo. Tốt, nếu là đồ đệ của Trương Minh Đà, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Lão hòa thượng mày trắng nổi nóng, quát to, Minh Cát, Minh Khổ, mau ra đây cho ta. Hai hòa thượng thanh niên cơ thể cường tráng đẩy cửa bước vào, cung kính trả lời, phương trượng gọi chúng ta có chuyện gì. Bây giờ các ngươi xuống núi giết một người cho ta. Lão hòa thượng mày trắng ra lệnh. Sau đó quay sang nói với Nhiếp Hồng Phi, có ảnh của tiểu tử kia hay không? Có, Nhiếp Hồng Phi gật đầu. Hắn ta lấy ra điện thoại, tìm tấm ảnh đưa cho lão hòa thượng mày trắng, đây là ảnh chụp lén. Ngoại trừ mẹ con Nhiếp Tiểu Lý, ba người đi theo là Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy và Ninh Thụy Thần. Lão hòa thượng mày trắng hỏi, hai người bên trên là họ Ninh. Theo điều tra, hẳn là cháu trai cháu gái của Ninh Vọng Hải. Nhiếp Hồng Phi đáp. Rất tốt, lại là một lão già đáng chết. Lão hòa thượng mày trắng dường như cũng có thù hận với Ninh Vọng Hải, các ngươi mang theo mấy sư đệ lót chữ quang xuống núi, giết chết mấy người này, không, là bắt sống, sau đó mang về chùa. Vâng, phương trưởng,
hai hòa thượng thanh niên lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tiểu bối xin phép cáo từ. Nhiếp Hồng Phi cảm thấy yên tâm hơn một chút, hắn ta cho rằng việc này xem như ổn. Cho dù bọn họ đánh không lại Hạ Thiên, cũng có thể kéo dài cho đến khi gia chủ quay về. Khoan đã, lão hòa thượng mày trắng lên tiếng gọi Nhiếp Hồng Phi đang định rời đi. Tam, phương trưởng còn có dặn dò gì khác sao? Nhiếp Hồng Phi hiếu kỳ hỏi. Lão hòa thượng mày trắng cau mày hỏi, vườn trà các ngươi có phải xảy ra chuyện hay không? Vườn trà, ở Vân Hương U Cốc sao? Nhiếp Hồng Phi lập tức lắc đầu, đương nhiên là không rồi. Đây chính là mệnh căn tử của toàn bộ Nhiếp gia, ai dám gây sự ở đó chứ? Vậy là có rồi, lão hòa thượng mày trắng là người già thành tinh, làm sao nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại của Nhiếp Hồng Phi, rốt cuộc là Nhiếp Vân Thiên muốn làm gì? Làm gia chủ còn chưa đủ sao? Làm hội trưởng tộc lão cũng còn chưa thỏa mãn, chẳng lẽ hắn ta muốn làm thổ hoàng đế luôn à? Nhiếp Hồng Phi gượng cười, ha ha, phương trưởng đúng là biết nói đùa. Hay là, ánh mắt lão hòa thượng mày trắng nheo lại, càng thêm sắc bén, hắn ta đã mở cái giếng kia, muốn trường sinh bất lão. Hoàng Sơn, bản danh Y Sơn. Theo truyền thuyết, Hoàng đế Hiên Viên đã từng luyện đan ở đây, cố danh Hoàng Sơn. Cho nên, Hoàng Sơn vẫn luôn liên quan đến lời đồn trường sinh bất lão. Năm xưa, Hoàng đế Hiên Viên luyện đan thành công, tự mình phục dụng một viên, sau đó cưỡi rồng thăng thiên. Số đan dược còn lại được giấu bên trong một cái giếng cổ ở Hoàng Sơn. Trăm ngàn năm qua, vô số người muốn tìm đến cái giếng này, lấy tiên đan từ trong giếng ra, sau đó phục dụng, trở thành thần tiên trường sinh bất lão. Tộc nhân Nhiếp Thị là hậu duệ trấn thủ cái giếng kia, sứ mệnh các đời chính là bảo vệ cái giếng. Khi lên núi, Nhiếp Tiểu Lý giới thiệu cố sự liên quan đến Hoàng Sơn và tổ tiên Nhiếp gia cho đám người Hạ Thiên nghe. Trấn thủ sứ. Đầu tiên, Ninh Nhụy Nhụy liên tưởng đến tứ gia trấn thủ sứ ở tàn cảnh U Minh, trong lòng nàng cảm thấy giữa bọn họ có chút liên quan. Đúng, hình như là xưng hô như vậy, nhưng bây giờ không ai gọi như thế nữa. Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút rồi lập tức bổ sung, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy đây chẳng qua chỉ là chuyện thần thoại thời xưa mà thôi, người thị trấn cũng không ai coi là thật. Ninh Thụy Thần chen vào, Tiểu Lý, nhưng ta lại cảm thấy nó là thật. Dù sao thể chất của ngươi đặc biệt như vậy, không thể nào tự dưng sinh ra được. Trong lòng Nhiếp Tiểu Lý cũng có nghi ngờ này, nhất là hai ngày qua nàng được mở rộng tầm mắt, luôn cảm thấy trong câu chuyện thần thoại này có lẽ còn có ẩn tình khác. Tuy nhiên, tại sao Nhiếp gia các ngươi lại có dính líu đến sư phụ Trương Minh Đà chứ? Ninh Nhụy Nhụy chợt nhớ đến một vấn đề, nhịn không được liền hỏi. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, cái này ta cũng không biết nữa. Trước hôm nay, ta còn chưa nghe qua người có tên Trương Minh Đà này nữa. Ta biết đấy, Nhiếp Mụ Mụ chậm rãi nói, khả năng có liên quan đến chuyện của 40 năm trước. Lúc đó, hình như xảy ra một trận ôn dịch, trong tộc chết rất nhiều người. Khi đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ rõ có rất nhiều y sư đến thị trấn. Về sau, bệnh nhân cũng không thấy đâu, có người nói là do tên lang băm Trương Minh Đà hại chết. Không cần suy nghĩ, đây nhất định chỉ là lời đồn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khi đại sư phụ còn trẻ, ông ấy rất thích trị quái bệnh, càng quái càng tốt. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ trị chết người, y thuật không tốt bằng ta, nhưng ông ấy tuyệt đối không phải lang băm. Nhiếp Mụ Mụ hơi do dự, hiển nhiên sợ mạo phạm Hạ Thiên, đó đều là cố sự truyền từ đời trước, ta cũng không biết rõ lắm. Chuyện này là như thế nào, người gọi điện thoại cho đại sư phụ của ngươi hỏi một chút cũng không phải sẽ biết sao. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói, ta không gọi điện thoại cho nam nhân, tiểu muội chân dài, nàng gọi đi. Gọi thì gọi, Ninh Nhụy Nhụy móc điện thoại di động của Hạ Thiên từ trong túi ra, tìm số Trương Minh Đà, sau đó gọi đi. Chuyện gì thế? Không bao lâu sau, Trương Minh Đà nhận điện thoại, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Đại sư phụ, là ta, Ninh Nhụy Nhụy trả lời. Thái độ Trương Minh Đà lập tức thay đổi 180 độ, cười ha hả, a, thì ra là Nhụy Nhụy, người tìm ta có việc gì không? Là như vậy, Ninh Nhụy Nhụy thuật lại chuyện của Nhiếp gia trấn một lần, sau đó hỏi, ta muốn hỏi đại sư phụ, rốt cuộc ngươi và Nhiếp gia có ân oán gì hay không? 40 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đến Nhiếp gia trấn à, ha ha.
Trương Minh Đà mỉm cười, 40 năm trước, chuyện này cũng chẳng có gì phức tạp. Khi đó, ta mới trốn khỏi cổ địa, một lòng muốn tạo dựng danh tiếng, cho nên ta đã đi tìm quái bệnh khắp nơi. Người khác chữa không khỏi, ta lại càng muốn chữa khỏi. Người khác trị không xong, ta lại càng muốn trị cho xong. Khi ta đi du lịch Hoàng Sơn, ta vừa lúc gặp phải chuyện của Nhiếp Gia Trấn. Sau đó, Trương Minh Đà thuật lại chuyện phát sinh ở Nhiếp Gia Trấn 40 năm trước, cùng với lời đồn liên quan đến Nhiếp Gia mà ông nghe được. Tục truyền, hơn 100 năm trước, tiên tổ Nhiếp Gia tìm được cái giếng cổ Hoàng đế Hiên Viên dùng để luyện đan. Nhưng cái giếng đó sâu không thấy đáy, hơn nữa hàn khí bức người, càng đi xuống càng lạnh. Sau khi xâm nhập hơn 100 mét, khí âm hàn thấu xương ở đó không phải phàm nhân có thể chịu được. Hơn 40 năm trước, Nhiếp Gia xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chỉ dựa vào cơ thể cường hãn mà tiến thẳng xuống đáy giếng, còn lấy được nửa viên đan dược màu vàng không còn nguyên vẹn. Sau khi vị thiên tài Nhiếp Gia kia uống nửa viên kim đan kia xong, bỗng nhiên phát cuồng, giống như hoạt thi khắp nơi đả thương người, cắn người. Những người bị hắn ta cắn qua đều bị truyền nhiễm một loại virus cổ quái, biến thành cương thi quỷ dị nửa chết nửa sống. Đồng thời, cái giếng cổ kia không ngừng phát ra sát khí màu đen, gần như ô nhiễm phân nửa Hoàng Sơn, người chúng qua sát khí đồng thời cũng sẽ biến dị. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Nhiếp Gia cũng có chút không chịu nổi, không thể không ra ngoài tìm kiếm trợ giúp. Lúc đó, người đến quả thật không ít, ngay cả người được gọi là danh y cũng có mặt, nhưng bọn họ bận rộn cả mấy ngày cũng không tìm nguyên nhân gây bệnh, không trị được cho bệnh nhân, lại càng không giải được loại sát khí đó. Chỉ là tạm thời khống chế được bệnh tình, cam đoan tình thế không mở rộng thêm. Khi đó, Trương Minh Đà đang du ngoạn ở Hoàng Sơn, nghe xong việc này, lập tức chạy đến Nhiếp Gia Trấn. Đầu tiên, ông dùng quỷ môn cửu châm cứu sống người bị vị thiên tài Nhiếp Gia đánh chết, sau đó nghiên cứu ra một giải dược, giúp những người bị lây nhiễm khôi phục bình thường, cuối cùng còn hỗ trợ tạm thời phong cấm cái giếng cổ đang bốc lên sát khí. Chỉ là không biết vì sao, một số người uống giải dược lại chết một cách khó hiểu. Đám người họ Nhiếp trong nháy mắt trở mặt, lập tức quên mất ân huệ Trương Minh Đà đã cứu toàn gia tộc bọn họ, trái lại còn muốn giết ông luôn. Cũng may, Trương Minh Đà từ trước đến nay là người không thích ai báo ân. Ông chuyên trị những quái bệnh cũng chỉ vì hứng thú, thuận tiện dương danh thiên hạ. Khi thấy thời cơ bất ổn, ông đã sớm chạy đi, một lần nữa tránh được một kiếp. Tuy nhiên, từ đó về sau, Trương Minh Đà trở thành cái tên cấm kỵ không được nhắc ở Nhiếp Gia Trấn. Cái giếng kia cũng bị phong tồn luôn. Chấm chấm. Thì ra là như vậy. Nhiếp Mụ Mụ nghe Trương Minh Đà thuật lại, so sánh với ấn tượng khi bà còn bé, quả nhiên có thể giải thích được chỗ không thông trong đó, lập tức tin tưởng hơn phân nửa. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, nàng hiểu rất rõ tâm tư của đám tộc lão Nhiếp gia. Mấy chuyện lấy oán trả ơn, bọn họ chẳng những làm được, hơn nữa còn làm rất thành thục. Đại sư phụ, trong giếng kia rốt cuộc có cái gì? Ninh Nhụy Nhụy nghĩ đến một vấn đề khác, chẳng lẽ bên trong thật sự có đan dược trường sinh bất lão mà Hoàng đế lưu lại? Ha ha, mấy chuyện đó ai mà biết được? Trương Minh Đà từ chối cho ý kiến vấn đề này, đáy giếng có cái gì? Người bảo Hạ Thiên đi kiểm tra một chút không phải sẽ biết liền sao? Dù sao, với bản lãnh của nó nhất định có thể xuống dưới đó. Hạ Thiên tuyệt không khách sáo, lập tức vạch trần, đại sư phụ, ông không biết thì nói là không biết, giả bộ làm gì. Mặc kệ ngươi, Trương Minh Đà nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi nổi giận. Tuy nhiên, ông chỉ mắng một đôi lời, liền không nhịn được mà nhắc nhở, thật ra, người Nhiếp gia có thể phái ra không nhiều. Nhưng có hai người ngươi nhất định phải lưu ý. Nếu không cẩn thận, rất có khả năng ngươi sẽ bị lật thuyền. Hạ Thiên vẫn khinh thường như cũ. Hai người nào ạ? Ninh Nhụy Nhụy hỏi một câu. Trương Minh Đà thoáng nhớ lại một chút, sau đó nói, một người tên Nhiếp Vân Hải, là lão tam của Nhiếp gia 40 năm trước. Người này là cao thủ dùng độc, tâm tư độc ác. Chuyện năm đó có ông ta nhúng tay vào, nếu không, tình thế cũng không nghiêm trọng như vậy. Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp, còn một người nữa thì sao? Một người nữa cũng không biết còn sống không? Trương Minh Đà chậm rãi nói, người đó tên Nhiếp Nhân Long, là tộc lão Nhiếp gia 40 năm trước. Bây giờ có lẽ ông ấy đã hơn 120 tuổi rồi, theo lý có thể đã chết, nhưng Nhiếp gia thì có chút khó nói, chuyện tà môn cũng không ít.
Tóm lại, các ngươi nên cẩn thận thì hơn. Nhất là Hạ Thiên, cho dù ngươi vô địch thiên hạ, cũng không có nghĩa ngươi sẽ không bị người ta ám toán. Cẩn thận một chút, dùng thuyền sẽ vạn năm. Hạ Thiên lười biếng nói, không ai có thể ám toán được ta đâu. Đại sư phụ, ngươi nên quan tâm chuyện của mình đi, hơn nữa thuyền lật cũng không đả thương được ta. Ngươi cứ tự nhiên, Trương Minh Đà thản nhiên nói, ta còn việc phải xử lý, không nói nhiều với các ngươi nữa. Được rồi, cảm ơn đại sư phụ. Ninh Nhụy Nhụy nghiêm túc nói lời cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Nhiếp Tiểu Lý lên tiếng, Nhiếp Vân Hải là tam bá gia của chúng ta, đã xuất gia làm hòa thượng 40 năm trước, hiện tại là chủ trì Vân Tiên Tự. Thế hệ của gia gia ngươi bây giờ còn mấy ai? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Gia gia ta có tổng cộng 9 anh chị em, nhưng bây giờ chỉ có 4 người còn sống. Nhiếp Tiểu Lý gãi đầu, sau đó nắm chặt ngón tay nói, mặc dù gia gia ta là gia chủ nhưng thật ra xếp hàng thứ 7. Lão đại, lão nhị đã chết từ lâu. Lão tam chính là Nhiếp Vân Hải, lão tứ là Nhiếp Vân Mộng, là một đạo sĩ, hiện tại đang trông coi vườn trà. Còn một người nữa là cửu cô nãi nãi Nhiếp Vân Yên, là thành viên tộc lão, hiện đang ở biệt thự sườn núi. Người biết Nhiếp Nhân Long chứ? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, chưa hề nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Nhiếp Mụ Mụ cũng lắc đầu. Nếu không phải Trương Minh Đà nhắc đến, bà thật sự không biết trong tộc còn có nhân vật này. Bất kể thế nào, mọi người cũng nên chú ý nhiều hơn. Ninh Nhụy Nhụy hợp thời nhắc nhở, ta luôn có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, ngực cũng mơ hồ có chút không dễ chịu. Hạ Thiên nghe xong, ánh mắt sáng lên, thật không? Tiểu muội chân dài, chỗ nào của nàng không thoải mái vậy? Ta giúp nàng sờ cho. Tránh sang một bên chơi. Ninh Nhụy Nhụy gạt tay Hạ Thiên đang làm loạn, hung hăng nguyết hắn một cái, đại sư phụ của ngươi cũng đã nói, bảo ngươi cẩn thận hơn. Ông ấy già rồi, nói nhiều, gan cũng nhỏ. Hạ Thiên cười nói, cũng có thể là bị tân sư nương mài đến không còn lòng dạ. Mọi người lại đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến một đường rẽ. Bên trái là đến biệt thự sườn núi, bên phải tất nhiên là đến vườn trà Vân Hương. Mọi người phải chia nhau ra làm việc ở đây. Mẹ, mẹ tuyệt đối không được mềm lòng, cũng không được để những người kia giữ lại. Gặp được em gái thì đi ngay. Nhiếp Tiểu Lý dặn dò mẹ nàng cẩn thận. Mẹ biết rồi, Nhiếp Mụ Mụ cũng nhắc nhở, tính tình của tứ bá gia con rất cổ quái, chưa chắc đã giúp chúng ta, mọi người nên cẩn thận một chút. Rất nhanh, mọi người tách nhau ra. Sau khi tách ra, Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý đi nhanh hơn. Rất nhanh đã đi hơn phân nửa ngọn núi. Không bao lâu sau, một đạo sĩ trẻ tuổi từ con đường đá đi tới. Hai vị nên dừng bước ở đây. Nếu tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hạ Thiên không thèm nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, vẫn cùng với Nhiếp Tiểu Lý đi thẳng về phía trước. Nhiếp Tiểu Lý nhìn vị đạo sĩ này có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nửa khắc không nhớ ra là gặp ở đâu. Hai vị. Chẳng lẽ hai người không nghe thấy lời ta nói sao? Đạo sĩ trẻ tuổi lập tức đưa tay ngăn cản Hạ Thiên, các ngươi không được đi về phía trước. Nếu không, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, đừng cản đường nữa. Nếu không, ngươi mới là người chết đấy. Đạo sĩ trẻ tuổi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nghiêm túc nói, vị đạo hữu này, bần đạo không có nói đùa. Ta cũng không có hứng thú đùa giỡn với ngươi. Hạ Thiên khó chịu nói. Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý rốt cuộc cũng nhớ ra thân phận của đạo sĩ trẻ tuổi, lập tức nói, ngươi chính là đạo sĩ trên Thiên Đô Phong đúng không? Trước kia, khi lên núi thắp hương, dường như ta đã gặp qua ngươi, đạo hiệu của ngươi là Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử thì không dám nhận, gọi ta Thanh Dương là được. Đạo sĩ trẻ tuổi hơi thi lễ với Nhiếp Tiểu Lý, lập tức nói, bần đạo không có ác ý, chỉ là ta nghe được chút phong thanh, biết được hôm nay chỉ sợ hai vị sẽ gặp tai họa. Cho nên ta đã đợi ở đây từ lâu, chỉ muốn khuyên hai vị nên xuống núi, đừng ô uế nơi này. Nhiếp Tiểu Lý thở dài, ta cảm ơn ý tốt của đạo trưởng, nhưng những việc này không phải chúng ta xuống núi là có thể chấm dứt. Bây giờ xuống núi thì còn giữ được mạng, càng đi về phía trước, hai vị sẽ mất mạng. Thanh Dương Tử giải thích, ở đó đã sớm có cạm bẫy chờ sẵn các ngươi, cần chi phải phân cao thấp với bọn họ. Sống sót mới là đạo lý đúng. Không, ta không muốn rút lui. Nhiếp Tiểu Lý trực tiếp từ chối lời khuyên của Thanh Dương Tử.
Trong 20 năm qua, gia đình nàng đã nhượng bộ quá nhiều, chẳng những không nhận lại được thiện đãi, ngược lại còn bị tộc nhân nhiều lần bức bách. Hiện tại, nàng không có ý định dàn xếp ổn thỏa, chỉ muốn thay đổi cục diện, không bị tộc nhân ước thúc nữa. Hạ Thiên mỉm cười nói, có chút tán thưởng, vợ tiếp viên hàng không, nàng nói đúng, tại sao lại phải rút lui chứ? Người nên lui chính là đám ngu ngốc kia. Hai vị đã chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách bần đạo sử dụng một số thủ đoạn cứng rắn. Mày rậm Thanh Dương Tử dựng lên, gương mặt ngưng trọng, sư phụ ta đã trải qua đo lường tính toán, tiên đoán các ngươi sẽ tạo thành hậu quả không thể đo lường được cho Hoàng Sơn, cho nên bần đạo tuyệt không thể để các ngươi lên núi. Ta cảm thấy đạo trưởng ngươi đã tính sai một việc. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, ngươi không nên cầm súng chỉ vào người tốt. Đây chính là sự che chở biến tướng cho người xấu. Hạ Thiên nhếch miệng, trực tiếp vạch trần, vợ tiếp viên hàng không, nàng còn không biết rõ sao. Bọn họ chỉ đối phó người tốt, đó là vì người tốt dễ đối phó. Đối phó người tốt, bọn họ còn có thể phân chia một chút chỗ tốt với người xấu. Giúp đỡ người tốt, chỗ tốt nào cũng chẳng vớt được. Vậy tại sao không cùng lúc đối phó người xấu, diệt trừ người xấu và thế lực tà ác, lợi ích có được không phải sẽ càng lớn hơn sao? Nhiếp Tiểu Lý có chút không hiểu, hỏi ngược lại Hạ Thiên. Chỗ tốt sẽ lớn, nhưng bọn họ lại không lấy được. Hạ Thiên cười nói, bọn họ đánh không lại người xấu, cũng không dám đánh người xấu. Lúc này, mặt Thanh Dương Tử đỏ lên, thẹn quá hóa giận mắng to, hai người các ngươi đúng là minh ngoan bất linh. Bần đạo đã có ý tốt nhắc nhở các ngươi không lĩnh tình thì thôi đi, lại còn châm chọc, khiêu khích, đúng là không phân tốt xấu. Ta sẽ để các ngươi nếm thử sự lợi hại của bần đạo. Nói xong, hắn ta lập tức mở ra vũ bộ, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Hạ Thiên, vân trưởng như du long chộp về phía ngực của hắn. Một hệ liệt động tác, nhìn thì chậm nhưng thật ra lại chưa đến 2 giây. Một luồng xảo lực bám vào lòng bàn tay. Cho dù Hạ Thiên có muốn tránh cũng có chút khó, bởi vì kình đạo sẽ bị dính vào. Nếu không tránh thì tốt, trường khí sẽ xuyên thấu, không nằm trên giường 10 ngày nửa tháng là không được. Một trường khác đánh về phía huyệt vị trên vai Nhiếp Tiểu Lý. Mục đích Thanh Dương Tử không phải giết Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý mà là để bọn họ đánh mất năng lực hành động, có như thế mới phòng ngừa được một trận đại chiến, nguy cơ Hoàng Sơn theo tiên đoán tất nhiên sẽ được giải trừ. Tiếp theo. Hắn ta sẽ đến Vân Tiên Tự gây chuyện với đám hòa thượng trong đó. 40 năm trước, ở đó còn có một đạo quán truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng về sau đã bị tên hòa thượng tên Nhiếp Vân Hải cướp đi. Đạo sĩ trong quán đều bị đuổi hết ra ngoài, tính luôn cả sư phụ hắn ta Huyền Đô Tử. Bọn họ đành phải xây dựng một đạo quán sơ sài, miễn cưỡng làm nơi dừng chân. Huyền Đô Tử là một lão đạo sĩ rất có danh tiếng. Nhưng mạnh không phải nằm ở vũ lực mà là ở bản lãnh xem bói đo mệnh, gần như bách trắc bách linh, không chật lần nào. Thật ra bọn họ cũng có nghe nói chuyện ở Nhiếp gia trấn, nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến bọn họ cũng chẳng có ý định xen vào việc của người khác. Sáng nay, Huyền Đô Tử đo lường tính toán một phen, nói sẽ có một cặp nam nữ thiên mệnh lên núi. Bọn họ sẽ đảo loạn thế cục trên dưới Hoàng Sơn, dẫn phát đại chiến trước nay chưa từng có. Mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ Hoàng Sơn, thậm chí linh mạch chân núi cũng sẽ vì thế mà rung chuyển, bách tính gần đó lại càng vạn kiếp bất phục. Lúc này, Thanh Dương Tử quyết định không thể để cho chuyện này phát sinh. Tuy nói hắn ta cũng xem thường hành vi tác oai tác quái của Nhiếp gia, càng chướng mắt hòa thượng Vân Tiên Tự, nhưng thế cân bằng bây giờ đều tốt cho tất cả mọi người. Một khi cục diện cân bằng bị phá, xác thực sẽ dẫn đến sự rung chuyển không cần thiết. Chủ ý đã định. Lúc này Thanh Dương Tử xuống núi, đến trước lối rẽ, ngồi đợi một nam một nữ trong lời tiên đoán. Quả nhiên, qua buổi trưa, hắn ta đã nhìn thấy một nam một nữ lên núi. Trường thế sắp hết, hết thảy đều sẽ kết thúc. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Thanh Dương Tử phát hiện hắn ta bay lên một cách không có lý do, sau đó nặng nề ngã xuống đất cách đó mấy chục mét. Vừa rồi là, hả? Thanh Dương Tử từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạ Thiên cười nói, chiêu thức này của ngươi là gì vậy? Mông hướng về sau, là bình xa lạc nhãn thức sao? Nhìn rất thú vị đấy. Ta hiểu rồi, Thanh Dương Tử dùng tay phủi bụi đất trên người xuống, mắt lạnh nhìn Hạ Thiên,
người có bản lãnh như vậy, khó trách ngươi lại không sợ hãi. Mặc dù Nhiếp Tiểu Lý không rõ ràng lắm Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng biết người trước mắt nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nàng lên tiếng khuyên nhủ, Thanh Dương đạo trưởng, ngươi nên dừng lại đi, ngươi đánh không lại Hạ Thiên đâu. Nếu chỉ là ân oán cá nhân, bần đạo tất nhiên không có lý do ngăn cản. Thanh Dương tử điều chỉnh là sắc mặt của mình, nhấn mạnh, nhưng bây giờ, vì Linh Mạch Hoàng Sơn, cũng vì suy nghĩ cho tính mệnh của hai người, bần đạo không thể làm ngơ. Vợ tiếp viên hàng không, nàng nói hắn ta không thông đâu. Hạ Thiên cười nói, loại người này, chỉ khi nào bị đánh đủ thì mới biết được cách làm sao nghe người ta giảng đạo lý. Nhiếp Tiểu Lý cũng không khuyên bảo nữa, chỉ nhắc nhở, Hạ Thiên, hắn ta không phải người xấu, người đừng ra tay quá nặng. Yên tâm đi, hắn ta như thế, không cần ta phải nặng tay. Hạ Thiên nói, Thanh Dương tử nghe được ý khinh thường của Hạ Thiên, phẫn nộ quát lớn, người đừng có cuồng vọng. Bần đạo nói thế nào cũng tập võ từ nhỏ. Trường Xuân Công lại càng tu tập từ nhỏ, là người bán tu hành, đối phó ngươi vẫn dư xài. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vẫy tay với Thanh Dương tử, ngươi cũng đừng nói nhiều nữa. Có chiêu gì thì dùng ra hết đi, qua 10 giây thì coi như xong, ta không hứng thú xem tiếp. Bần đạo phế ngươi chỉ cần một giây. Thanh Dương tử giận dữ, vọt lên phía trước, nhẹ nhõm đến trước mặt Hạ Thiên, song trường tung bay. Vận khí như rồng đánh thẳng vào tim gan của Hạ Thiên. Một chiêu này chính là bát phương nghênh khách trong trưởng pháp Hoàng Sơn, có thể trong thời gian ngắn cướp lấy linh khí trong phạm vi mấy mét dùng cho bản thân. Sau khi tụ cùng một chỗ thì trực tiếp đánh ra ngoài. Uy lực rất lớn, có thể phá núi lở thạch. Đáng tiếc, khi đánh vào bụng của Hạ Thiên lại giống như đánh vào một đống bông gòn, hoàn toàn không có động tĩnh. Điều này sao có thể? Hai mắt Thanh Dương tử mở to, không thể tin được, song trưởng này của ta ít nhất cũng nặng ngàn cân, tại sao ngươi một chút chuyện cũng không có? Hạ Thiên đưa tay đập vào đầu Thanh Dương tử, cười nói, chút khí lực đó của ngươi ngay cả đấm lưng cho ta ta còn chê, ngươi cút sang một bên đi. Thôi được rồi, bần đạo thua. Thanh Dương tử thở dài, chỉnh lại quần áo, sau đó khom người thi lễ với Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, hai vị cứ tùy ý, vừa rồi bần đạo có nhiều mạo phạm. Nhiếp Tiểu Lý nhìn Thanh Dương đạo trưởng, cảm ơn. Thanh Dương tử đứng im tại chỗ nửa ngày cũng không nhúc nhích, đưa mắt nhìn theo Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý dần dần biến khỏi tầm mắt của hắn ta, người này cực kỳ kinh khủng, có lẽ có thể phá cục, chỉ là thôi, bần đạo nên yên tĩnh tu hành, mặc kệ chuyện này. Này, lỗ mũi châu thối, vừa rồi ngươi có nhìn thấy một nam một nữ đi ngang qua nơi này hay không? Trong lúc Thanh Dương tử sắp rời đi, mấy tên hòa thượng từ trong rừng trực tiếp chui ra, lớn tiếng quát hỏi, lão tử đang hỏi ngươi đấy. Thanh Dương tử nhận ra đám hòa thượng này, chính là một đám tay chân vân tiên tự nuôi, không khỏi tức giận nói, không thấy. Một hòa thượng thanh niên nhận ra sắc mặt không đúng của Thanh Dương tử, hừ lạnh một tiếng, Thanh Dương tử, đồ chó ngươi, ngươi giả bộ với Phật gia gia của ngươi làm gì? Muốn ăn đòn đúng không? Bần đạo lười chấp nhặt với các ngươi. Thanh Dương tử cố nén lửa giận, còn nữa, Minh Cát, ngươi là người xuất gia, lại cứ treo ngữ điệu thô bỉ ra, lão tử ngoài miệng, ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Nhưng Phật gia vẫn thích chấp nhặt đấy. Khóe miệng hòa thượng Minh Cát khẽ nhếch, đặt tay lên vai Thanh Dương tử, lão tử thích thô bỉ như vậy thì sao, ngươi quản được à? Ta nghe nói ngươi chưa từng xuống núi, vẫn luôn khổ tu, tại sao hôm nay lại đến đây? Thanh Dương tử thản nhiên đáp, điều này liên quan gì đến ngươi? Hòa thượng Minh Cát nhìn xuống chân núi rồi lại nhìn đường núi, xem ra, chúng ta đã đến muộn. Đôi cẩu nam nữ kia nhất định đã đi qua chỗ này. Bởi vì cái tên ăn hàng ngươi, trước khi xuống núi lại còn ăn nhiều như vậy, làm trễ nãi thời gian. Minh Cát hòa thượng cau chặt lông mày, mắng hòa thượng mập tuổi tác tương tự. Bồ Tát còn phải biết đói, không ăn no. Làm gì có khí lực mà làm việc? Hòa thượng mập có đốm trắng trên đầu chỉ vào Thanh Dương tử, nói, hơn nữa, tên lỗ mũi châu này không phải đã nói không thấy rồi sao? Hắn ta nói mà ngươi cũng tin. Minh Cát hòa thượng hừ lạnh một tiếng, tên lỗ mũi châu này có thủ với chúng ta, 89/10 là nói láo, cố ý lừa dối chúng ta. Mặt Thanh Dương tử không đổi sắc, thản nhiên nói, các ngươi có tin hay không thì tùy. Lỗ mũi châu ngươi dám gạt chúng ta, đánh hắn ta cho ta.
Hòa thượng có đốm trắng trên đầu trợn mắt, lớn tiếng ra lệnh cho người khác. Minh Khổ, người khoan ra tay đã. Minh Cát hòa thượng gọi bọn họ lại, phun ra một ngụm nước bọt, chuyện trụ trì giao phó quan trọng hơn, lát nữa chúng ta quay lại thu thập tên lỗ mũi trâu này cũng không muộn. Hòa thượng có đốm trắng trên đầu thu lại lang nha bổng, bất mãn nói, sư huynh, tốc độ chúng ta chạy đến đây không chậm. Nếu không, chúng ta xuống núi ăn chút gì đó, rồi đuổi theo hai người kia cũng không muộn. Đánh giám, Minh Cát hòa thượng một cước đạp lăn gã sư đệ, mắng to, tên ngốc người đấy, làm xong việc thì muốn ăn no lúc nào cũng được. Nếu xử lý không xong, người coi trụ trì làm sao mà thu thập ngươi. Nghe xong, hòa thượng đầu có đốm trắng mới sợ hãi, không khỏi dùng mình một cái, vậy chúng ta mau đuổi theo đi. Mấy tên hòa thượng lập tức bỏ qua Thanh Dương Tử, tiếp tục đuổi theo. Thanh Dương Tử do dự cả nửa ngày, bỗng nhiên bên tai vang lên lời nói của Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ ta chỉ dám ra tay với người tốt mà không dám ra tay ngăn lại đám ác nhân này. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn ta cắn răng, vội vàng đuổi theo. Chấm. Giữa sườn núi. Mỗi biệt thự đều có điểm đặc sắc của riêng mình, giống như những ngôi sao nằm rải rác giữa dải ngân hà. Nhiếp Mụ Mụ cùng với Ninh Nhụy Nhụy và Ninh Thụy Thần bước đến trước cửa một căn biệt thự chiếm diện tích khá lớn. Vị nhiếp gia chủ này rất có tiền đấy. Ninh Thụy Thần nhìn căn biệt thự, trong lòng so sánh với tổ trạch Ninh gia, không khỏi cảm khái, nhà ở thị trấn đều rách dưới, đường xá mấy chục năm cũng không thấy tu sửa, trong khi biệt thự ở đây lại sang trọng như vậy, quả nhiên người ở trên làm mưa làm gió, người bên dưới lại phải chịu khổ chịu tội. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Ninh Thụy Thần, nhưng lời gì cũng không nói. Tỷ, tại sao ngươi lại nhìn ta như thế? Ninh Thụy Thần mẫn cảm nhận ra được ánh mắt của Ninh Nhụy Nhụy, rất nhanh ngộ được thâm ý bên trong, liền bất mãn nói, tình huống Ninh gia chúng ta cũng không tốt bằng nơi này. Hơn nữa, ngươi cũng không phải không chiếm được tiện nghi của gia tộc. Ta không có, Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, tiền mà ta dùng đều là tiền do ta kiếm được. Tài sản Ninh gia, ngoại trừ tổ trạch dùng cho gia gia ở, một phân tiền ta đều không lấy. Ninh Thụy Thần không phản bác được. Trên thực tế đúng là như vậy. Cha mẹ của hắn ta, cùng với mấy thúc bá khác tranh đến lợi hại. Hắn ta chịu không được bầu không khí đó nên mới về nước. Lúc này, Nhiếp Mụ Mụ tiến lên nhấn chuông cửa. Ai vậy? Bên trong vang lên giọng nói hiền lành của một lão giả. Nhiếp Mụ Mụ nghe được giọng nói này, lập tức nhỏ giọng nói với Ninh Nhụy Nhụy và Ninh Thụy Thần. Đây là quản gia biệt thự Nhiếp Nghênh Quý, ở Nhiếp gia đã mấy chục năm. Đối xử với người khác cũng không tính là xấu, đối với mẹ con chúng ta cũng khá chiếu cố. Ta hiểu rồi. Nhiếp Mụ Mụ lập tức đáp lại, quý thúc, là ta. À, là đại thiếu nãi nãi sao? Lão quản gia nghe được giọng của Nhiếp Mụ Mụ, nhanh chóng lên tiếng, ngươi chờ một lát, để ta mở cửa cho ngươi. Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra. Tuy nhiên, người đầu tiên chạy ra là một đứa bé gái tóc tết đuôi ngựa. Cô bé nhào vào lòng Nhiếp Mụ Mụ, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Tại sao bây giờ mẹ mới đón con? Tỷ tỷ đâu? Tiểu Tảo, mẹ cũng nhớ con lắm. Nhiếp Mụ Mụ ôm chặt cô bé, mỉm cười xoa đầu của bé, tỷ tỷ có việc, lát nữa sẽ đến. Mẹ đến đón con về nhà sao? Nhiếp Tiểu Tảo mở to con mắt tròn xoe, vô cùng mong đợi nhìn Nhiếp Mụ Mụ. Nhiếp Mụ Mụ gật đầu, đúng, mẹ đến đón con về nhà. Đại thiếu nãi nãi. Việc này chỉ sợ không được đâu. Không có lão gia đồng ý, ngươi không thể mang Tiểu Tảo đi. Lão quản gia chậm rãi bước, gương mặt vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu lại cứng rắn. Không có gì là không được cả. Nhiếp Mụ Mụ đã quyết định, biết mình tuyệt đối không thể do dự, ta mang con gái của ta về nhà có vấn đề gì không? Lão quản gia nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói cái gì. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi cho rằng nơi này của chúng ta là chỗ nào chứ? Một nữ nhân đội mũ dạ, mặc váy dài màu xanh đứng trên ban công lầu 2, cao cao tại thượng nói với Nhiếp Mụ Mụ, một chút giáo dưỡng cũng không có, cũng chẳng biết tại sao năm đó ca ca của ta lại cưới nữ nhân ngu ngốc như ngươi nữa. Nhiếp Mụ Mụ nhìn nữ nhân kia, trong lòng dâng lên sự tức giận, ta muốn mang con gái của ta đi. Đây là chuyện tự nhiên, ai cũng không có tư cách ngăn cản ta. Gì? Lão bà điêu ngoa đó là ai vậy? Ninh Thụy Thần nhìn nữ nhân kia,
thuận miệng hỏi, bất lịch sự quá, tố chất tệ thật. Nữ nhân đội mũ dạ đứng trên ban công nổi điên lên, chỉ vào Ninh Thụy Thần, người dám mắng ta là lão bà, người có biết ta là ai không? Ninh Thụy Thần trực tiếp đáp lại, xin lỗi, ta chẳng biết ngươi là ai. Ta mới 20, ngươi nhìn ít nhất cũng 35. Ta gọi ngươi một tiếng lão bà có vấn đề gì à? Ngươi, nữ nhân đội mũ dạ tức đến mức không biết nói cái gì, đành phải nổi giận với lão quản gia, quý thúc, tại sao người nào ngươi cũng mở cửa cho vào thế? Nếu chẳng may là trộm vặt móc túi thì sao? Mấy loại người không đứng đắn như vậy rất dễ làm điều phi pháp. Lão quản gia lúng túng đáp, bọn họ đều do đại thiếu nãi nãi dẫn đến, hẳn không phải loại người đó đâu. Cái gì mà không phải? Nữ nhân đội mũ dạ chỉ tay vào Nhiếp Mụ Mụ mắng to, nữ nhân này chính là trộm lớn nhất, cứ dính lấy ánh sáng Nhiếp gia chúng ta, tiêu tiền của Nhiếp gia chúng ta, ngày nào cũng suy nghĩ làm cách nào để lừa ca, lừa cha, lừa Nhiếp gia chúng ta. Người mà bà ta mang đến làm sao là người tốt chứ? Ninh Nhụy Nhụy nghe không nổi nữa, trực tiếp cảnh cáo, Nhiếp tiểu thư, người tốt nhất nên tích đức cho miệng. Nếu ngươi còn không ngậm miệng lại, đừng trách ta dạy dỗ ngươi đấy. Ha ha ha, các ngươi nghe chưa, đây là người nói sao? Nữ nhân đội mũ dạ tức cười, rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, bảo tiêu đâu, chết hết rồi sao? Mau đánh nữ nhân kia một trận thật mạnh cho ta, sau đó ném ra ngoài. Một số bảo tiêu ẩn núp bên trong các ngõ ngách bỗng nhiên xuất hiện, cùng nhau vào đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Đừng đánh nhau mà. Lão quản gia giật mình, lập tức ngăn cản đám bảo tiêu, sau đó quay sang ngửa đầu nói với nữ nhân trên lầu 2, ngũ tiểu thư, người bớt giận trước. Đại thiếu nãi nãi khó cơ khăn lắm mới đến đây một chuyến, cha còn chưa uống được đã đuổi người đi, thật sự có chút không ổn. Người khác sẽ nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Quý thúc, người có phải già rồi nên hồ đồ không? Nữ nhân đội mũ dạ giận tím mặt, chỉ vào lão quản gia, là bọn họ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, bọn họ không xứng uống trà của nhà ta. Sau đó, nàng ta ra lệnh cho bảo tiêu, đừng lo, tiến lên hết cho ta. Bành bành bành. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, đám bảo tiêu còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nằm hết trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Nữ nhân đội mũ dạ mở to mắt. Kinh ngạc nhìn bảo tiêu nằm đầy đất, các ngươi có phải bình thường chơi gái nhiều quá nên run tay run chân, người ta còn chưa chạm đến đã ngã xuống. Bốp! Một cái tát vang dội đánh mặt nữ nhân trong nháy mắt sưng đỏ. Không biết nói chuyện thì câm miệng lại đi, Ninh Nhụy Nhụy chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên ban công, đứng bên cạnh nữ nhân đội mũ dạ, lạnh giọng nói, bây giờ ta chỉ cho ngươi một bạt tai, để ngươi tiếp thu bài học. Nếu ngươi còn không biết thu liếm, sẽ không còn dễ chịu như lúc này đâu. Nữ nhân đội mũ dạ ôm mặt sưng đỏ, ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận, ngươi dám đánh ta. Từ nhỏ đến lớn cha ta cũng. Bốp, lại thêm một cái tát. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói tiếp, từ nhỏ đến lớn cha ngươi không đánh ngươi, đúng không? Ngươi, nữ nhân đội mũ dạ oán giận đan sen, thật sự nhìn không nổi nữa, dương nanh múa vuốt nhào đến Ninh Nhụy Nhụy, ta giết chết ngươi. Quỳ xuống cho ta, ngoan ngoãn mà tỉnh táo lại. Ninh Nhụy Nhụy cũng không nuông chiều, đôi chân dài nhẹ nhàng gác lên vai của nữ nhân đội mũ dạ, nhấn nàng ta quỳ rạp xuống đất. Nữ nhân đội mũ dạ chỉ cảm thấy đầu gối hai chân như muốn nát, đau đến kêu khóc mẹ, mẹ mau ra đây, có người khi dễ con. Ồ, đánh không lại thì gọi mẹ, ngươi đúng là lão bà chưa trưởng thành. Ninh Thụy Thần đứng dưới lầu xem náo nhiệt. Rất nhanh cười đến sốc hông, đúng là chết cười ta mà. Cười vài tiếng, bỗng nhiên có thứ gì đó bay vào trong miệng hắn ta, khiến hắn ta hô hấp khó khăn, toàn thân khó chịu. A, Ninh Thụy Thần sờ cổ, cau chặt mày, thứ gì vậy? Là hạt táo của nãi nãi. Nhiếp tiểu táo có chút sợ hãi, nhỏ giọng nhắc nhở. Sắc mặt Ninh Thụy Thần đỏ bừng lên, có cảm giác hít thở không thông, tỷ, ta sắp nghẹn chết rồi, mau cứu ta với. Ha ha, lần này các ngươi hết cách rồi. Nữ nhân đội mũ dạ đắc ý, mẹ ta cũng không phải người bình thường. Trước mặt bà, các ngươi chỉ là con kiến nhỏ, lúc nào cũng có thể giết chết. A, ngươi làm gì thế? Lời còn chưa nói hết, một tay của Ninh Nhụy Nhụy đã ấn xuống cổ của nàng ta. Trong vòng 3 giây, nếu ngươi không cứu em trai ta, con gái của ngươi có kết cục như thế nào, ta không dám bảo đảm.
Ninh Nhụy Nhụy không biết y thuật, không thể cứu Ninh Thụy Thần, nhưng nàng không phải là không có cách, mà là sử dụng cách giống Hạ Thiên, đơn giản thô bạo nhưng trực tiếp hữu hiệu. Quả nhiên, chưa đến 3 giây, Ninh Thụy Thần bỗng nhiên ho mạnh, há miệng phun ra một hạt táo. Ninh Nhụy Nhụy cũng thả nữ nhân đội mũ dạ, để mặc nàng ta trốn về phòng. Chính là cái này, thiếu chút nữa làm ta chết nghẹn. Ninh Thụy Thần nhặt hạt táo trên mặt đất lên, nghi hoặc hỏi. Nhiếp Tiểu Tảo gật đầu, nãi nãi thường xuyên dùng thứ này đánh chúng ta, đau lắm. Chẳng lẽ ra ra ngươi là Công Tôn Chỉ? Ninh Thụy Thần hỏi. Tuổi tác của Nhiếp Tiểu Tảo còn quá nhỏ, chưa xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ, hoàn toàn không biết Ninh Thụy Thần đang nói gì. Nhà trường thắng đến, tại sao không báo trước một tiếng? Cửa chính biệt thự, một lão thái thái khô gầy trên người đeo đầy vàng đầy bạc nhưng lại không hề có chút quý khí, chẳng khác nào thổ tài chủ nông thôn bước ra, nào, nào, có gì thì vào trong ngồi nói chuyện. Ninh Thụy Thần nhanh miệng nói, mẹ nó, cách cách sao? Chỉ một câu, bầu không khí vốn đã nhẹ nhàng trong nháy mắt lại trở nên nặng nề. Ha ha, tiểu hòa tử này nói chuyện rất có tinh thần. Nhiếp lão thái thái cười khẽ, dường như không thèm để ý, quay lại dặn dò lão quản gia, khách đến, tại sao ngươi không mời vào nhà ngồi? Mau đi pha trà đi. Lão quản gia gật đầu, hơi khom người một chút rồi vội vàng đi pha trà. Tỷ, chúng ta có vào hay không? Ninh Thụy Thần cảm thấy hơi sợ, lão thái bà này nhìn qua có chút âm trầm, lại còn biết phun hạt táo. Nếu chẳng may bà ta đánh lén chúng ta thì phải làm sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, lão thái thái đó xác thực không tầm thường. Nếu bà ta muốn đánh lén, chúng ta đã chết rồi. Ninh Thụy Thần chợt nhớ đến một việc, không phải chúng ta đến cứu em gái Tiểu Lý sao? Bây giờ đã tìm được người, chúng ta có nên rút lui hay không? Cứu, vô dụng thôi, Ninh Nhụy Nhụy nói một cách ý vị sâu xa. Ninh Thụy Thần khó hiểu hỏi, vì sao? Cha mẹ ngươi bảo vệ ngươi quá tốt, chuyện gì cũng chẳng để ngươi trải qua. Cho nên, ngươi đối với cách nhìn người nhất khiếu bất thông. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, cảm thấy lo lắng cho tương lai của đứa em họ này. Mặc dù khả năng cơm áo không lo nhưng tâm trí vẫn là một đứa bé. Các ngươi không nói với ta, làm sao ta có thể biết được? Ninh Thụy Thần có chút oán khí, ở tinh đảo, cha mẹ ta chẳng nói với ta cái gì cả. Đến đây. Ngươi cũng không nói với ta. Ninh Nhụy Nhụy nói, mấy thứ này nói ra cũng vô dụng thôi. Ngươi hãy tự mình chậm rãi trải nghiệm, chậm rãi trải qua. Được thôi, Ninh Thụy Thần cũng không tiếp tục hỏi nữa, vậy bây giờ chúng ta vào sao? Nhiếp Mụ Mụ kéo cánh tay Nhiếp Tiểu Táo, nói với Ninh Nhụy Nhụy và Ninh Thụy Thần, làm phiền hai người. Tiếp theo, chúng ta cần kéo dài thời gian, chờ Tiểu Lý và Hạ Tiên Sinh đến. Gì? Dì yên tâm đi, ta nhất định có thể bảo vệ mọi người an toàn. Ninh Nhụy Nhụy nói. Bốn người bước vào trong biệt thự, Nhiếp lão thái thái, còn có nữ nhân đội mũ dạ đã chờ sẵn trong phòng khách. Hừ, các ngươi không chạy, lại còn dám tiến vào, lá gan không nhỏ nhỉ. Lúc này, nữ nhân đội mũ dạ đã thay một bộ quần áo khác, nhưng mũ thì không đổi, đừng tưởng rằng sự việc vừa rồi cứ tính như vậy. Ta không phải là người tốt tính đâu. Nhiếp Nhiếp. Đừng bất lịch sự như vậy, Nhiếp lão thái thái chừng nữ nhân đội mũ dạ, nhẹ giọng quát lớn. Nữ nhân đội mũ dạ có chút không phục nhưng không dám nghịch lại lời của lão thái thái, đành phải hừ lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào. Bà, lần này ta muốn nói rõ một số chuyện. Nhiếp Mụ Mụ nắm tay Nhiếp Tiểu Tảo ngồi bên phải lão thái thái, nhẹ giọng nói, chuyện trước kia, ta và Tiểu Lý không muốn truy cứu, nhưng về sau ta hy vọng. Nhiếp lão thái thái cười ha hả, đưa tay cắt ngang lời Nhiếp Mụ Mụ, trước chúng ta uống trà đã. 3 giờ chính là thời điểm tốt để uống trà, đừng lãng phí. Dũng khí Nhiếp Mụ Mụ khó lắm mới có được trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Ninh Thụy Thần bỗng nhiên lên tiếng, lão thái thái, ngươi là người Thiên Nam sao? Ồ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng giống như vậy? Ánh mắt Nhiếp lão thái thái sáng lên, mỉm cười nhìn Ninh Thụy Thần. Cũng không phải. Quê ta ở Quế Thành, Ninh Thụy Thần lắc đầu, tuy nhiên, ta có mấy người bạn ở Thiên Nam. Hơn nữa, giọng nói của người Thiên Nam cũng không khác gì Quế Thành, cho nên nghe rất thân thiết. Gương mặt đang kéo căng của Nhiếp lão thái thái chợt thư giãn xuống,
ánh mắt nhìn Ninh Thụy Thần mềm mại hơn không ít, nào, mọi người uống đi. Đây chính là trà Triều Thiên Nam chính tông, còn có bánh trà, mọi người ăn thử một miếng. Được rồi, cảm ơn, Ninh Thụy Thần lễ phép nói. Ninh Nhụy Nhụy cũng không biết Ninh Thụy Thần muốn làm gì, nhưng bầu không khí thật sự đã hòa hoãn xuống, khiến nàng thở phào một hơi. Thần kinh cứ căng thẳng mãi cũng rất mệt. Tiểu hòa tử, người xưng hô như thế nào? Nhiếp lão thái thái nhấp một ngụm trà, cười hỏi, người bao nhiêu tuổi? Làm gì, có bạn gái chưa? Người thấy con gái út của ta như thế nào? Nữ nhân đội mũ dạ đang ăn bánh uống trà, nghe xong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mẹ, mẹ nói cái gì thế? Ngồi xuống, không chút phong thái gì cả, khó trách đã 30 mà còn chưa được gả đi. Nhiếp lão thái thái quát nàng ta một câu. Ninh Thụy Thần cười nói, hồi lão thái thái, ta tên Ninh Thụy Thần, vừa tròn 20, là vận động viên. Hắn ta nhìn nữ nhân đội mũ dạ, ta cũng không biết con gái của bà tên gì, cho nên không tiện đánh giá. 20 tuổi, còn trẻ quá. Nhiếp lão thái thái có chút tiếc nuối, con gái của ta tên Nhiếp Ngọc Dung, năm nay 3. Mẹ, mẹ làm gì thế? Nhiếp Ngọc Dung gấp lên. Đứng phát dậy, bây giờ tình huống như thế nào, mẹ còn có tâm trạng làm mối cho con. Hắn ta là bạn của Nhiếp Tiểu Lý, con và hắn ta yêu đương sao? Hắn ta xứng sao? Nhiếp lão thái thái lấy lại tinh thần, tiếp tục uống trà, không nói gì thêm. Ninh Nhụy Nhụy có chút kinh ngạc, đứa em họ chuyên đốt nhà người khác của nàng lại không tức giận, chỉ thản nhiên uống trà. Được rồi, chúng ta nói chuyện đi. Qua 1-2 phút. Nhiếp lão thái thái một lần nữa khôi phục lại sự lạnh nhạt, chậm rãi nói, không có việc gì mà không thể nói. Tuy nói gia chủ không có ở đây, nhưng chuyện của nhiếp gia ta cũng có thể làm chủ một nửa. Ngươi muốn gì thì cứ nói ra. Nhiếp mụ mụ nghe lão thái thái nói xong, tâm lạnh một nửa. Nói đi, tại sao lại không nói? Nhiếp Ngọc Dung khinh thường nhìn nhiếp mụ mụ, nữ tiện nhân ngươi không phải luôn muốn ly hôn với anh trai ta sao? Sau đó thừa cơ lấy tiền của nhà này, còn có cái gì không thể nói chứ? Tham tài chẳng qua chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Dung Dung, người nói ra mấy lời này không cảm thấy thẹn với lương tâm sao? Nhiếp mụ mụ rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp phản bác tính tình anh trai của ngươi như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Mấy năm qua, ông ấy thiếu nợ không ít tiền đánh bạc, hơn phân nửa là do ta và Tiểu Lý liều mạng kiếm tiền. Lần nào ông ấy cũng lặng lẽ ra ngoài trốn nợ, để lại cho mẹ con chúng ta chủ nợ như lang như hổ. Khi đó, các người có ai quan tâm không? Bớt làm bộ đi, chuyện của nhà các ngươi, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta chùi đít? Nhiếp Ngọc Dung chẳng hề quan tâm, rất nhanh nói một câu, vì sao anh trai của ta lại đánh bạc? Còn không phải vì kiếm tiền sinh hoạt cho mẹ con các ngươi sao, để các ngươi có được cuộc sống thoải mái? Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, lắc đầu nói, Nhiếp tiểu thư, mấy lời này mà ngươi cũng nói được sao? Liên quan gì đến ngươi? Nhiếp Ngọc Dung hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, đây là việc nhà của Nhiếp gia, một người ngoài như ngươi làm bộ ở đây làm gì? Ngươi có tin ta cho người phế bỏ ngươi không? Ta là bạn của Tiểu Lý, cũng là nàng ấy nhờ ta hỗ trợ xử lý chuyện này. Ninh Nhụy Nhụy sóng gió gì mà chưa thấy qua? Mấy lời nói của Nhiếp Ngọc Dung không hề có lực sát thương đối với nàng, ngược lại ngươi đấy. Hơn 30 mà còn ở nhà ăn bám, đoán chừng cũng không tìm được công việc. Ngươi cũng chẳng khác gì một phế nhân. Nhiếp Ngọc Dung trong nháy mắt tức đến muốn bể phổi, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy mà mắng, ngươi dám mắng ta là phế nhân. Bảo tiêu đâu, đánh chết nàng ta cho ta. Bài học vừa rồi nhanh như vậy mà ngươi đã quên rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười trả lời một câu. Nhiếp Ngọc Dung trừng mắt, nàng ta nhớ đến bị Ninh Nhụy Nhụy tát. Đành phải quay lại nói với lão thái thái, mẹ, chúng ta chẳng có gì cần phải nói với những người này. Bọn họ không phải đến nói chuyện, chúng ta cứ đánh cho bọn họ một trận rồi đuổi đi. Ngươi ngồi xuống cho ta. Nhiếp lão thái thái quát lớn một tiếng. Mẹ, Nhiếp Ngọc Dung bất mãn nói. Ngồi xuống, Nhiếp lão thái thái nhìn nàng một cái, ta mà ngươi cũng dám không nghe. Nhiếp Ngọc Dung đành phải nén giận, khoanh tay ngồi xuống. Chuyện của mẹ con các ngươi, ta cũng đã biết. Nhiếp lão thái thái đặt tách trà lên bàn, rốt cuộc cũng tiến vào chính đề, mấy năm qua, Trường Thắng đích thật hơi quá đáng. Ta với tư cách là bà cũng có chỗ không đúng. Như vậy đi, mẹ con các ngươi muốn rời khỏi cũng được.
Nhiếp gia cũng sẽ đền bù một ít cho các ngươi, chỉ là các ngươi không thể tiếp tục ở lại Nhiếp gia trấn. Hai người bọn họ cũng không thể mang họ Nhiếp, nhưng Côn Bằng là trưởng tử trưởng tôn Nhiếp gia. Nó không có khả năng đi theo ngươi, đây là nguyên tắc. Bà, ngươi, Nhiếp mụ mụ nghe xong, nhất thời ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nói gì. Theo tính tình Nhiếp gia mà nói, điều kiện như thế đã là thi ân ngoài định mức, nhưng đối với mẹ con bà đã chịu cực khổ nhiều năm qua, quả thật là một sự sỉ nhục. Chỉ thế thôi sao, Nhiếp mụ mụ hơi có chút thất vọng nói. Này, Trương Khỉ Linh, ngươi đừng được một tấc lại một tiến một thước. Nhiếp Ngọc Dung lại nhìn không được mà lên tiếng mắng, ngươi còn muốn bao nhiêu tiền nữa, đưa cho ngươi một nửa Nhiếp ra xem như tiền bồi thường có được hay không. Không phải chỉ gặp chút khó khăn thôi sao, ngươi làm như toàn bộ Nhiếp gia có lỗi với mẹ con ngươi vậy, còn giả bộ đáng thương. Còn nữa, ngươi ly hôn với anh trai ta, Tiểu Tảo và Tiểu Lý đương nhiên cũng không xứng mang họ Nhiếp. Côn Bằng cũng là do ta mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, cũng là con trai ruột của ta mà. Mắt Nhiếp mụ mụ đỏ lên, chỉ tùy tiện một câu đã cướp nó đi, ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn, bờ môi khô quắt của Nhiếp lão thái thái giật giật, lắc đầu thở dài, không, đây chính là ân huệ lớn nhất của Nhiếp gia đối với ngươi. Ngươi không xứng làm mẹ của Côn Bằng, tương lai Côn Bằng là gia chủ Nhiếp gia, sao có thể để người sợ đầu sợ đuôi, không biết liêm sỉ làm mẹ ruột được. Đây chính là vết bẩn không thể lau đi của nó. Nhiếp mụ mụ tức giận nói, ta chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao lại là vết bẩn của con trai ta được? Ta cảm thấy Nhiếp gia mới không xứng với con trai của ta. Làm càn, Nhiếp lão thái thái giận dữ, Phật Châu đang cầm trong tay cũng nứt ra, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì lại nói Nhiếp gia không xứng. Ta không nói sai điều gì, Nhiếp mụ mụ chậm rãi đứng lên, cố nén cơn tức giận đang không ngừng dâng lên trong lòng, tận lực bình tĩnh nói chuyện, mấy năm qua. Chuyện xấu Nhiếp gia làm còn không ít sao? Con gái của ngươi có đức hạnh gì, ngươi còn không biết sao? Ngươi giả câm điếc, niệm kinh bên trong phát đường. Ta nghĩ, với chuyện xấu mà Nhiếp gia đã làm, chỉ sợ ngươi niệm cả đời cũng không phủi sạch được dù chỉ một chút. Phốc! Nhiếp lão thái thái bỗng dưng há miệng, một luồng hắc mang từ trong miệng của bà ta phun ra ngoài, nhanh chóng bắn về phía cổ họng Nhiếp mụ mụ. Bốp! Ninh Nhụy Nhụy tay mắt lanh lẹ. Lập tức nhấc chân đạp bay luồng hắc mang kia ra ngoài. Chỉ thấy hắc mang bị lệch lộ tuyến, xuyên thủng hai bức tường, không thấy bóng dáng đâu. Nhanh như vậy đã muốn giết người diệt khẩu. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, như vậy cũng tốt, không cần giả mù sa mưa, cứ trực tiếp đánh đi, người nào thắng người đó nói chuyện. Tỷ, tại sao tính tình của ngươi lại thay đổi, có chút giống anh rể? Ninh Thụy Thần ngạc nhiên hỏi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, trước kia, ta luôn cảm thấy bạo lực không phải là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề, nhưng càng gặp nhiều người, ta lại càng cảm thấy có một số người hoàn toàn không xứng làm người, nên dùng bạo lực giải quyết hết. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi ăn cơm mấy năm mà dám sỉ diện ở trước mặt ta. Nhiếp lão thái thái hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập hàn ý âm trầm, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách lão thái bà ta trở mặt không quen biết. Ngươi ngay từ đầu đã không có ý định nể mặt rồi. Ninh Nhụy Nhụy ở cùng Hạ Thiên đã lâu, cũng có thể hiểu được cái gì gọi là kỳ hoa sáo lộ, ngươi gọi chúng ta vào, chỉ sợ cũng là tiện cho ngươi trở mặt. Ha ha, ngươi thông minh đấy. Đáng tiếc, Nhiếp lão thái thái nheo mắt chăm chú nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ai bảo ngươi là cháu gái của Ninh Vọng Hải. Năm đó, tên cẩu vật này cũng hại Nhiếp gia ta không ít. Vừa lúc, ta bắt hai người các ngươi hoàn mệnh lại. Ninh Nhụy Nhụy không biết gia gia của nàng lại có liên quan đến Nhiếp gia, nhưng hiện tại không phải thời điểm truy cứu đến cùng. Lúc này, cánh cửa đã đóng lại, lão quản gia canh giữ ở đó, phu nhân, cửa đã khóa lại. Lão nô thủ ở đây, ai cũng không ra được. Quý thúc, ngươi làm gì vậy? Nhiếp mụ mụ không khỏi hoảng sợ không thôi. Vừa nãy Nhiếp Tiểu Tảo nhấp hai ngụm trà đã rơi vào hôn mê. Lão quản gia lắc đầu, thở dài nói. Xin lỗi đại thiếu nãi nãi, đây là dặn dò của gia chủ trước khi đi, các ngươi đừng nên chống cự nữa. Mẹ nó, lão đầu nhi, ngươi can đảm lắm. Ninh Thụy Thần hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, còn đóng cửa nữa chứ. Ngươi cảm thấy ngươi thủ được sao? Lão quản gia gượng cười, chậm rãi nói, khi còn trẻ, lão nô cũng luyện võ mấy năm, cũng có chút nội tình. Cho nên,
ta khuyên vị công tử này đừng chọn lựa gây hấn với ta. Ngươi có nhìn thấy quả đấm của ta chưa? Ninh Thụy Thần siết chặt nắm đấm, sau đó giơ con chuột lên, ngươi nhìn thấy cơ bắp của ta không? Ngươi có sợ không? Tiểu hòa tử, cánh tay của ngươi đã xuất hiện vấn đề rất lớn, ngươi không phát hiện ra sao? Lão quản gia nheo mắt, cười nói, nếu lão nô không nhìn lầm, trên cánh tay của ngươi có một luồng sức mạnh hoàn toàn không thuộc về ngươi, lại sinh ra xung đột với cơ thể ngươi, cuối cùng sẽ dẫn đến tàn tật suốt đời. Là sao? Ninh Thụy Thần thật mình. Hạ Thiên đã đâm châm vào cánh tay trái của hắn ta, giúp cho cánh tay trái của hắn ta có được khí lực gấp mấy lần bình thường, nhưng Hạ Thiên chưa hề nói qua sẽ có di chứng hay không, nhất thời hắn ta không khỏi có chút luống cuống. Lão quản gia giơ tay lên, nào, để ta xem cho ngươi một chút. Ngươi không cố ý đánh lén ta chứ? Ninh Thụy Thần hoài nghi nhìn lão quản gia. Lão nô đã lớn tuổi rồi, không cần thiết phải làm mấy chuyện như vậy. Lão quản gia cười khẽ, nói với Ninh Thụy Thần. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi đừng làm loạn, lão nô cần chi phải tự tìm phiền phức. Lại nói, ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh, cường tráng, cho dù ta có chỗ không đúng, ngươi cũng có thể tùy thời phản kích. Ninh Thụy Thần gật đầu, lập tức đưa cánh tay trái ra, cũng đúng, vậy ngươi xem thử một chút đi. Lão quản gia nhìn thấy cánh tay đưa đến, ông ta đột nhiên thở gấp, đưa tay đánh vào cổ Ninh Thụy Thần. Ninh Thụy Thần quả nhiên phản ứng rất nhanh, hắn ta cảm thấy không ổn, lập tức rút tay về, cơ thể cũng dịch sang bên cạnh. Bốp! Lão quản gia nhanh chóng xuất trưởng đánh vào ót Ninh Thụy Thần. A! Ninh Thụy Thần đau đớn kêu lên một tiếng. Trong lúc hắn ta sắp hôn mê, linh quang trên cánh tay trái bỗng nhiên rót vào ót của hắn ta, giúp cho hắn ta trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Chúng của ta một trưởng mà không ngã, tiểu hòa tử, ngươi cũng đã luyện võ qua. Lão quản gia có chút kỳ quái nhìn Ninh Thụy Thần, mặc dù cơ thể của ngươi thẳng nhưng lòng bàn tay lại không có vết chai, dưới chân cũng không có rễ, không giống người luyện võ. Đúng là kỳ quái. Ninh Thụy Thần vốn đã cảnh giác lão đầu nhi này, nhưng ngoài miệng lại không hề nhận thua, ta đã nói rồi, ta là vận động viên, chưa từng luyện võ, ngược lại lão đầu tử ngươi đúng là hung ác, lại đánh lén ta. Đừng kích động, nếu không, ngươi sẽ dễ dàng bị người khác lừa. Ninh Nhụy Nhụy kéo Ninh Thụy Thần, một khi tiến vào tiết tấu của ông ta, ngươi sẽ mặc cho ông ta bài bố. Nhiếp Ngọc Dung cười lạnh, ha ha, nói nghe rất hay. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện các ngươi đã sớm tiến vào tiết tấu của mẹ ta rồi sao? Hôm nay, ta vốn rất có thiện ý, các ngươi muốn nói cái gì cũng được. Lão Thái Thái mỉm cười, đáng tiếc, các ngươi lại không biết thức thời, còn muốn ra điều kiện với Nhiếp gia, các ngươi không soi mặt mình vào nước tiểu xem các ngươi có xứng không? Bà, ngươi nói lời này không cảm thấy xấu hổ sao? Nhiếp mụ mụ cảm thấy không còn lời nào để nói, ta chỉ muốn đòi lại con gái, còn có con trai của mình, chẳng lẽ đây cũng được xem là bàn điều kiện? Phi, ngươi tính là gì, cũng xứng nói chuyện con cái. Nhiếp lão thái thái không làm bộ nữa, mắng to, ngươi chẳng qua chỉ là cái máy đẻ cho con trai của ta mà thôi. Có thể sinh dòng dõi cho Nhiếp gia đó chính là vinh hạnh suốt đời của ngươi. Kết quả thì sao, ngoại trừ Côn Bằng, hai cái thai sau đều là tiền hàng bồi thường. Nhiếp gia chúng ta cho phép ngươi nuôi lớn bọn chúng đã là ân tình lớn lao rồi. Ninh Thụy Thần không nhịn được phản bác, ngươi nói nghe buồn cười. Con gái của ngươi chắc cũng không phải tiền hàng bồi thường đâu. Này, bà ta cũng xứng so sánh với mẹ ta sao? Nhiếp Ngọc Dung lớn tiếng quát, mẹ của ta là phu nhân gia chủ, ta là thiên kim đại tiểu thư Nhiếp gia, mạng của chúng ta cao quý hơn đám A Miêu A Cẩu các ngươi nhiều. Không cần nói nữa, có nói đạo lý với những người này cũng không thông đâu. Ninh Nhụy Nhụy đã quen với logic của những người này, hơn người khác một bậc thì coi người ta không bằng heo chó. Trong đầu chỉ toàn tư tưởng phong kiến, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Nhiếp lão thái thái nheo mắt, nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy, tiện nha đầu ngươi, miệng lưỡi ngược lại ác độc cực kỳ, hoàn toàn rất giống Ninh lão tặc. Lão thái bà, ngươi nhận lầm người rồi. Ninh Thụy Thần nói, gia gia của ta không phải người làm nhảm, tính cách ôn hòa, xưa nay không ác miệng, lúc nào cũng thiện chí giúp người. Ha ha, năm đó Ninh Vọng Hải nổi tiếng huyết thủ độc tâm, tâm ngoan thủ lạt, không bao giờ che đậy miệng của mình. Nhiếp lão thái thái khịt mũi coi thường, bây giờ ngược lại trở thành người tốt,
hẳn là ông ta cho rằng mấy chục năm qua, không ai còn nhớ chuyện của ông ta nữa. Ninh Thụy Thần sửng sốt, quay lại nhìn Ninh Nhụy Nhụy tỷ, lão thái bà này nói là thật sao? Mấy lời nói nhảm này mà ngươi cũng tin? Ninh Nhụy Nhụy nguyết hắn ta một cái, tức giận nhắc nhở, ta đã nói rồi, đừng rơi vào tiết tấu của bọn họ. Bọn họ nói gì cũng không được tin. Tin hay không cũng không quan trọng, các ngươi là cháu của ông ta, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nhiếp lão thái thái quát lớn, bỗng dưng há miệng phun ra mấy hạt táo, giống như đạn bắn về phía chị em Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy đưa tay đẩy Ninh Thụy Thần ra, sau đó nhảy lên không, sử dụng phiếu miểu bộ thoáng đến trước mặt Nhiếp lão thái thái, tiện tay giữ lại vai của bà ta. Mau mở cửa ra, nàng cảm thấy tình huống có chút không ổn, nhưng cũng không phát hiện được chỗ nào không ổn, biện pháp ứng đối tốt nhất chính là rời khỏi nơi này. Cho dù mở cửa, các ngươi cũng không đi được. Nhiếp lão thái thái tuyệt không kinh hoàng, nhếch miệng mỉm cười, cần chi phải vùng vẫy dẫy chết chứ. Ta bảo ngươi mở cửa ra, Ninh Nhụy Nhụy lười nói nhảm với bà ta. Nhiếp lão thái thái đưa mắt nhìn lão quản gia, mau mở cửa ra. Vâng, lão quản gia cũng không từ chối, chép miệng phát ra tiếng rít, cánh cửa từ từ mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa đứng 10 người áo đen mặt không thay đổi, trên mặt còn đeo mặt nạ, bên trên có biểu tượng 6 con mắt quỷ dị. Nhiếp gia các ngươi quả nhiên có liên quan đến ma tộc kia. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy những người này, trong nháy mắt đã hiểu ra, xem ra, Long Hành Vũ không hề nói dối. Nhiếp lão thái thái cười nhạo, ma tộc gì chứ, đây là bảo tiêu tộc lão Nhiếp gia chúng ta huấn luyện từ nhỏ. Người nào cũng có thể lấy một cản trăm, thậm chí cản cả ngàn cao thủ. Các ngươi đừng hòng phản kháng. Có ngươi trong tay ta, đủ để chúng ta thoát thân rồi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói. Làm sao lão thân lại trong tay ngươi được? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại đi. Nhiếp lão thái thái cười ha hả, khinh thường nói. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, một lát sau lại cảm thấy hoảng hốt, lập tức cảm thấy không lành. Đáng tiếc đã muộn. Quả nhiên, chỉ nửa giây do dự, nhiếp lão thái thái đã thoát khỏi sự khống chế của Ninh Nhụy Nhụy, còn quay ngược lại giữ cổ họng của nàng. Ha ha, bây giờ ngươi đã nằm trong tay ta. Không đợi Ninh Nhụy Nhụy kịp phản ứng, nhiếp lão thái thái đột nhiên dùng sức, đi chết đi. Không. Ninh Thụy Thần mở to muốn rách cả mí mắt, phi thân đến ngăn cản. Đáng tiếc cũng đã muộn. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, xương cổ trong nháy mắt sụp đổ, người cũng không còn một tiếng động. Chấm. Một bên khác. Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý đã đi qua một ngọn núi. Nhìn từ xa, bầu trời giống như một bức màn rũ xuống. Biển mây mênh mông, khiến lòng người khoáng đạt. Cứu, cứu mạng. Gần đó bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu, hơn nữa còn không chỉ một hai người. Có thể nghe thấy người gặp nạn rất vội vàng. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, tinh thần run lên, có người gặp nạn, chúng ta mau qua đó xem đi. Hạ Thiên im lặng, lười biếng đi theo sau lưng Nhiếp Tiểu Lý. Có ai không, mau cứu chúng ta với. Cách đó không xa, đằng sau một tảng đá lớn, tiếng hô hoán của một nữ nhân truyền đến. Cạnh vách núi có ba tảng đá khổng lồ nằm vắt ngang và xếp chồng lên nhau, nghe nói là được lưu lại từ mấy vạn năm trước. Trải qua trên vạn năm phong hóa, có một phần treo lơ lửng trên không trung, bởi vì hình dáng giống như một ngôi chùa, cho nên nó cũng được xem là một cảnh quan không nhỏ, có tên là Thiên Vương Thác Tháp. Du khách thường chạy ra mép đá này để chụp ảnh, không chỉ khiến tảng đá bị hư hại rất lớn mà còn rất nguy hiểm. Địa phương từ lâu đã cắm biển cảnh báo và rào lại tảng đá. Mặc dù vậy, vẫn có những du khách cố tình phớt lờ biển cảnh báo, trèo qua hàng rào, nhất định phải chụp ảnh cho bằng được. Ví dụ, lần này, cả gia đình ba người phớt lờ lời khuyên của những người khác, leo lên tảng đá lớn. Kết quả tảng đá lỏng ra. Cả gia đình ba người sợ hãi đến mức nằm trên tảng đá, không dám cử động chút nào. Xung quanh cũng có những du khách muốn cứu người nhưng cũng sợ lỡ dẫm phải tảng đá sẽ đổ ập xuống dưới. Mỹ nữ, người đừng quan tâm. Trong lúc Nhiếp Tiểu Lý đang định cứu người, một nam nhân trẻ tuổi đội mũ lưỡi chai ngăn lại, người cũng đừng qua đó, cứ để bọn họ kêu la một lát nữa đi. Loại người này cũng nên được dạy dỗ một chút. Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc nhìn người này, mạng người quan trọng, sao có thể mặc kệ được. C. Đây là do bọn họ tự tìm. Nam nhân đội mũ lưỡi chai bất mãn nói, ta đã sớm nói với bọn họ,
tảng đá kia được lưu lại từ mấy vạn năm trước, không thể đụng vào. Bọn họ nhất định cứ đòi leo lên đó. Leo lên chụp ảnh thì thôi đi, lại còn cố ý nhảy tới nhảy lui. Bây giờ xem như gặp báo ứng. Tuy nói như thế, nhưng Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy tố chất của một nhà ba người kia không cao, nhưng nhân mạng lớn hơn trời, cũng không thể xem là trò đùa, chúng ta nên cứu người trước. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ trong lòng mọi người cũng không cảm thấy tốt hơn. Nam nhân đội mũ lưỡi chai cười nhạo, có cái gì mà không dễ chịu chứ? Lão tử còn cao hứng muốn chết, mấy thứ ngu xuẩn này chết càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nếu bọn họ rơi xuống thật, người rất có thể sẽ chịu án giết người, cần gì chứ? Nhiếp Tiểu Lý nhẹ giọng khuyên, mặc dù hành động của bọn họ không đúng, nhưng tội không đáng chết. Nhưng cũng chẳng liên quan đến ngươi. Nam nhân đội mũ lưỡi chai không kiên nhẫn nói với Nhiếp Tiểu Lý, ngươi cút đi, đừng xen vào việc của người khác. Vợ tiếp viên hàng không, hắn ta nói đừng quan tâm thì nàng đừng quan tâm nữa. Hạ Thiên chậm rãi bước đến, mỉm cười nói với Nhiếp Tiểu Lý, chúng ta nên đi thôi, đừng ở đây lãng phí thời gian. Ban đầu, Nhiếp Tiểu Lý còn có chút do dự, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt Hạ Thiên, nàng bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì, lập tức yên lặng đi theo Hạ Thiên. Này, các ngươi đứng lại cho ta. Quả nhiên, khi hai người Hạ Thiên còn đi chưa được mấy mét, sau lưng liền truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Đám du khách đứng xem náo nhiệt cũng sinh ra ăn ý một cách lạ thường, cùng nhau chạy đến, bao vây Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, lớn tiếng quở trách. Thấy có người gặp nạn, các ngươi lại thấy chết mà không cứu. Các ngươi còn là người sao? Có còn nhân tính hay không? Dung mạo nhìn thì đẹp, không nghĩ đến tâm lại ác độc như thế. Bại hoại, cặn bã. Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý cũng đã hiểu ra, lạnh lùng nhìn đám người vây xem, nếu các ngươi có nhân tính, vì sao các ngươi không cứu bọn họ? Đám người vây xem chẳng những không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại càng thêm phẫn nộ, chỉ trích Nhiếp Tiểu Lý lại càng nhiều hơn. Các người có nghe thấy không, bày đặt bắt chẹt người khác nữa chứ? Dáng dấp nhìn đẹp như thế, nhưng tâm thì không muốn cứu người, vừa rồi ngươi còn giả bộ gì chứ? Đúng đấy, còn nói nhân mạng cao hơn trời, bây giờ lại muốn vung nồi lên đầu chúng ta. Nhiếp Tiểu Lý nghe đám người này chỉ trích, cảm thấy lỗ tai như muốn lùng bùng. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi nói nhiều quá, lỗ tai vợ tiếp viên hàng không ta muốn bể ra rồi kìa. Hạ Thiên có chịu chừng mắt nhìn những người kia, nếu các ngươi còn nói nhảm nữa, các ngươi có tin ta đánh các ngươi hay không? Đám người kia sửng sốt, sau đó bắt đầu chĩa đầu mâu vào Hạ Thiên. Con mẹ nó, ngươi là ai vậy, lại dám bắt chúng ta câm miệng? Đúng đấy, ngươi cùng một ruột với nữ nhân kia, cũng chẳng phải vật gì tốt. Mọi người đừng để bọn họ chạy thoát, nếu ba người kia xảy ra chuyện, cứ để bọn họ gánh chuyện này. Đúng, đúng, nếu không, người khác còn tưởng chúng ta hại, có miệng cũng không thể nói rõ. Được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi. Nam nhân đội mũ lưỡi chai đứng ra hòa giải, vị tiểu thư này, nếu ngươi đã muốn cứu người, tốt nhất nên có hành động, chứ đừng nhất thời nhanh miệng. Nói lung tung như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Nhiếp Tiểu Lý khó hiểu hỏi, ý của ngươi là tất cả đều là lỗi của ta. Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi. Nam nhân đội mũ lưỡi chai nói, ban đầu, một nhà ba người đó chính là tự tìm, chúng ta cũng chỉ muốn cho bọn họ một bài học. Chờ lát nữa sẽ kéo bọn họ lên. Ngươi bỗng nhiên thò một chân vào, thiếu chút nữa làm xáo trộn bố trí của chúng ta. Nếu chẳng may làm không tốt, bọn họ rơi xuống té chết thật, chẳng lẽ chúng ta phải gánh tội sao? Không phải ngươi nói loại người ngu xuẩn đó nên chết sớm tốt hơn sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Sắc mặt nam nhân đội mũ lưỡi chai đỏ lên, ngụy biện, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ta chẳng qua chỉ nhất thời nói nhảm, ngươi không nghe ra sao? Lấy nhân mạng ra nói đùa, ngươi hay thật đấy. Nhiếp Tiểu Lý lạnh giọng nói, bây giờ thế nào? Ngươi muốn giở trò xiếc gì? Cái gì gọi là trò xiếc? Nam nhân đội mũ lưỡi chai khó chịu chừng mắt Nhiếp Tiểu Lý, đương nhiên là cứu người rồi. Hiện tại mạng người quan trọng, cũng không phải là lúc nói mấy lời như thế. Nhiếp Tiểu Lý. Trên tảng đá truyền đến tiếng kêu la của nữ nhân, có thể cứu chúng ta lên trước không? Có chuyện gì chờ chúng ta lên được rồi hãy nói. À, con trai và chồng của ta sắp rơi xuống rồi.
Tình huống quả thật có chút nguy cấp, Nhiếp Tiểu Lý không rảnh suy nghĩ nhiều, mặc kệ có chỗ nào không thích hợp, trước cứu người rồi nói sau. Bây giờ, cách tốt nhất là tìm người có cân nặng nhẹ nhưng có khí lực, dùng dây thừng cột vào người này, sau đó cột đầu dây bên kia vào một cái cây hoặc chúng ta cùng nhau giữ chặt. Nam nhân đội mũ lưỡi chai hợp thời chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý, người thích hợp nhất ở đây chính là ngươi. Thể trọng của ngươi không nặng, lại là người trưởng thành, có chút khí lực. Hơn nữa, lá gan của ngươi cũng rất lớn, tâm địa thiện lương. Nếu không, vừa rồi ngươi cũng không nghĩ đến việc cứu người trước tiên. Các ngươi ai có dây thừng thì mau lấy ra đi, hoặc công cụ hữu dụng khác cũng được. Nhiếp Tiểu Lý nói với những người chung quanh, còn nữa, mọi người cùng nhau hỗ trợ, tận lực đè một đầu tảng đá, đừng để nó lung lay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.